Chương 81 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 81 Định trang chiếu Tần Tuyệt cùng màn hình bên kia đám fans hâm mộ một chỗ ăn rồi cơm tất niên. Có một nửa món ăn là trước giờ gọi cơm hộp, một nửa khác là mình xuống bếp làm. Nàng trù nghệ không được tốt lắm, có chút buồn cười là nàng làm món ăn cùng cơm hộp đồ ăn cũng không có gì bất đồng, ăn ở trong miệng là giống nhau đần độn vô vị. Tần Tuyệt cười ăn xong nhanh đến không giờ khi, nàng đứng dậy, đem màn ảnh cho ngoài cửa sổ pháo hoa. Vu hồ. Tân Xuân vui vẻ. Mới một năm chút lãng sói sự nghiệp thành công. Năm mới vui vẻ sói con có cái gì năm mới nguyện vọng sao? Tần tuyệt non nửa khuôn mặt lộ ở phát sóng trực tiếp một góc, nhàn nhạt cười nói. Thế giới hòa bình. Khá lắm, không hổ là ngươi 2333 nàng cười cười, cũng không giải thích, không phải mấy phân cùng đại gia cáo biệt, tắt đi phát sóng trực tiếp. Trong phòng không có mở đèn. Tần tuyệt chống đỡ bệ cửa sổ nhẹ nhàng nhảy lên, ở bên cửa sổ ngồi xuống. Tâm tính thứ này từ trước đến nay huyền diệu, từ lục bác sĩ kia sau khi trở về, nàng đã tận khả năng mà buông lỏng chính mình, không cho tư duy phương thức lộ ra vô cùng lão thành. Dù vậy, vào lúc này lẳng lặng ngắm nhìn phương xa ngọn đèn dầu, nàng vẫn là nhịn không được cảm thán hòa bình niên đại thật tốt. Cùng lúc trước so sánh với, chưa nói tới vui mừng, chỉ là một vị trải qua khói thuốc súng chiến hỏa lão nhân có chút phức tạp mà phát ra cảm khái. Dù sao ở tận thế bên trong ai còn nhớ rõ thời gian đâu. Lần này lễ mừng năm mới tìm được đường sống trong chỗ chết, lần sau lễ mừng năm mới chuyển di nơi trú quân, mỗi ngày đều có mới gấp cáp cùng nguy cơ, thường thấy nhất đoàn viên là chết cùng một chỗ. Tiểu Hồ Ly, đem đội phó cùng thất nhi gọi. Lời vừa ra khỏi miệng, tần tuyệt ngẩn người, sau đó cười nhẹ lắc đầu. A à nha, thói quen thành tự nhiên. Nàng nhắm mắt lại, đầu dựa vào thủy tinh thượng yên tĩnh ở một một lát, đứng dậy nhảy xuống. A à nhiễm có muốn hay không tiền lì xì A à, trong phòng bếp, tần tuyệt xông mất bát đũa thượng bọt, cười hỏi. Ưm, ừ, vừa rồi không lên tiếng quấy rầy tri kỷ xâm nhiễm làm như có thật mà suy nghĩ vài giây, đã cho nha. Tần tuyệt trong lòng biết nàng chỉ là linh hồn cường độ, cười nói vậy cũng thật sự là ba năm không khai trương khai trương ăn ba năm lại hỏi hắn đâu cũng ăn hết rồi xâm nhiễm hừ hừ cười cười ba năm lại ba năm a nhiễm thu sáu năm tiền lì xì tần tuyệt mỉm cười gật gật đầu xem ra nhà nàng cẩu tử cũng cuối cùng không có rồi linh hồn cường độ quá tải thống khổ nếu như như vậy nàng an tâm ở nàng cùng khuê nữ không trở về thời gian bên trong 14 tuổi đến 24 tuổi, vất vả hắn. Xoa xoa tay, Tần Tuyệt không lại đi đã ách mê, một người về tới quen thuộc thép tấm giường. Ba, Ngươi bây giờ trạng thái không quá thích hợp tiến vào phim ảnh không gian. Sâm nhiễm nhỏ giọng nhắc nhở. Không quan hệ. Tần Tuyệt đem trói buộc mang cài tốt, diễn viên sao, dù sao cũng phải nhập hí. Trước mắt nàng lóe hồi một ít đã từng đoạn ngắn. May mắn mà có fans hâm mộ nhắc nhở, xem xong những cái kia video qua đi nàng có một chút hồi tưởng lại vài chục năm trước chính mình rồi là tốt biện pháp a tần tuyệt cười cười đem đầu chuyển qua thoải mái vị trí nhiều thể nghiệm mấy lần năm đó thời gian chẳng phải là có thể trợ giúp nàng tìm về thích hợp hơn cái này tuổi trẻ tâm tính tính lừa mình dối người không ý tứ tần tuyệt nụ cười trên mặt một chút thu hồi đi bắt đầu đi nàng nhẹ nói nói nhập hí, tìm tâm tính, đơn giản là lấy cớ mà thôi. Chẳng qua là kia cây thứ quanh năm đâm vào trái tim trong thịt, vốn tưởng rằng sớm khép lại, không nghĩ tới vẫn là sẽ đau. Tốt ở còn có xâm nhiễm. Như vậy, nàng vậy không cần chậm rãi xé đi móng tay, làm ngón tay trở nên gồ ghề rồi. Xâm nhiễm không lên tiếng nữa khuyên bảo, mang theo tầng tuyệt ý thức chìm vào phim ảnh không gian. Giống như thực chất cảnh tượng như nước gợn nhộn nhạo thay đổi, định dạng ở tầng cảnh thăng hiện ra bực bội gương mặt. Trung tuần tháng 2, cơn mưa ban ngày kịch tổ làm trở lại. Hà Sướng năm trước liền chạy một vòng thông cáo, giao thừa chỉ ở quê quán nghỉ ngơi một ngày rưỡi, liền trước thời gian chạy về nghe tỉnh. Lấy hạ hủ cầm đầu chế tác thành viên tổ chức tới sớm hơn, sự tình quản lý tốt rồi chính thành, chờ diễn viên lần lượt chạy đến, vừa vặn khởi động máy. Hà Sướng há miệng run rẩy rơi xuống bảo mẫu xe, trầm trọng áo lông làm hắn nhìn từ xa như chỉ mập ra hải báo chờ nện bước nhanh mà lại toái bước chân đi vào trong rạp mới như trút được gánh nặng mà nhẹ nhàng thở ra rạp là trưng dụng ga ra tạm thời cải tạo quay chụp rạp trải bối cảnh bố cùng chiếu sáng đèn cho các diễn viên chụp định trang chiếu dùng hà sướng ở gió mắt bên cạnh từng tầng một cởi áo khoác hắn thể chất yếu sợ lạnh hiện tại mặt đông lạnh được đỏ bừng lông mi cũng treo xương Hôm nay chụp ảnh người phụ trách khiến cho Thợ Trang Điểm trước chờ lệnh. Hảo hảo, không có ý tứ. Hà Sướng rung rẩy liên tục nói lời cảm tạ, ôm ấm Bảo Bảo nhiều lần cọ mặt, khôi phục nhiệt độ cơ thể trong quá trình cũng không nhàn rỗi, con mắt ngắm tới ngắm lui, ý đồ tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Từ tỷ, Tần Lão sư không có tới sao? Hà Sướng do dự dưới, quay đầu hỏi Thợ Trang Điểm hắn lễ mừng năm mới trong lúc có cùng tần tuyệt ở phi tấn thượng thảo luận đối thủ kịch đối diện phát tới đây nghiêm chỉnh cái phai nén từ nhân vật tiểu truyện đến kịch bản tình tiết phân tích cái gì cần có đều có phụ nói ngươi làm tham khảo hời hợt mà đem hà sướng dọa cái gần chết nhiều lần xoắn suýt sau tâm thần bất định hỏi thanh không biết nên như thế nào cảm tạ tần lão sư kia bưng chỉ trả lời một câu cản trở sẽ giết ngươi hà sướng chật lại bổ sung hay nói giỡn. Hà sướng. Anh. Ta tiểu tâm can. Tuy nói bị đe dọa một trận, nhưng phần này thật trợ giúp là nhất định phải tạ. Hà sướng có ơn tất báo, lúc này mới vừa vào cửa liền tìm kiếm tần tuyệt. Nhưng chẳng biết tại sao, thợ trang điểm từ anh nghe xong câu hỏi của hắn, cũng vô ý thức mà run rẩy. Khi đâu? Từ anh treo miễn cưỡng nụ cười, yếu ớt mà thò tay chỉ xuống hà sướng mờ mịt mà theo nhìn sang làm sao hắn nheo lại mắt ở kia trong đám người cẩn thận tìm lại tìm đột nhiên thu hồi ánh mắt đột nhiên đánh cho cái giật mình mặc dù chỉ nhìn thấy trong nháy mắt nhưng trong chớp nhoáng này thị giác ấn tượng lại sâu khắc khắc ở võng mạc trung cho hà sướng cả kinh liền làm hai lần hít sâu đó là một dáng người cực gầy nam nhân trẻ tuổi màu nâu nhạt tóc ngắn đỏ thẩm đồ hàng len áo phối hợp màu lam xám quần thể thao chân nhỏ giống như côn gỗ, mắt cá chân lộ ở bên ngoài, màu da trắng bệt. hắn yên tĩnh mà ngồi ở trên ghế đẩu, cong lưng trung chân, khí tràn rất phổ thông, ngoại trừ hơi có vẻ bệnh trạng làn da bên ngoài, bề ngoài không có một tia gây chú ý ánh mắt của người ngoài địa phương. Không khách khí nói, người như vậy tùy ý có thể thấy được, là liếc mắt nhìn chỉ biết ta, người nọ là xã hội tầng thấp nhất cặn bã trình độ. Từ cái kia hình mặt bên nhìn lại có thể làm cho người liên tưởng đến rất nhiều mấu chốt từ. Như là thành tích kém, không học giỏi, đầu đường xó chợ, lô sơ, chờ một chút, cơ hồ không cần cái gì tân trang, có thể trở thành gia trưởng giáo dục hài tử phản diện tài liệu. Nhưng này đó đều không phải để cho nhất hà sướng sợ hãi. Hắn nhìn về phía Tần tuyệt, không, nhìn về phía mặt sâm khi, người nam nhân kia rất chậm mà trở về phía dưới, giống như là người bình thường hơi có trì độn mà chú ý tới người khác ánh mắt. Khi trương định rồi trang trên mặt, lông mi đậm đặc mà loạn, mí mắt lồi sưng, đuôi mắt dưới phiết, lông mày thói quen nhíu lại, ở trên sống mũi hình vuông thành cái cực thông thường tích tụ. Lông mi, con mắt, mỗi khoảng thời gian rất gần, không hiện quá dị, lại tự dưng tăng thêm tối tâm phiền muộn cảm giác áp bách, nhìn về phía người tình hình đặc biệt lúc ấy làm cho người ta hắn, nàng bị gắt gao nhìn thẳng ảo giác. Gia chất cũng không tốt, bao gồm hai đạo pháp lệnh văn đều lộ ra tan thương xương gò má nhô cao đôi má gầy đến hạ xuống bờ môi là ở da trắng thượng rất dễ làm người khác chú ý ám tử sắc bệnh trạng cảm càng mạnh hơn nữa người này từ mặt đến dáng người từ quần áo đến khí chất đều phổ thông được không thể lại phổ thông âm trầm lãnh đạm dù là đi đường đột nhiên ngã trên mặt đất đại gia cũng sẽ nói a à, loại người này quả nhiên sống không nổi a à, sau đó hoặc vội vàng đi ngang qua hoặc hảo tâm báo cảnh sát gọi người tới nhặt xác Hà sướng run rẩy cúi đầu, hai cánh tay đem còn nóng hổi ấm bảo bên ngoài bóp phải chết chặt. Hắn tổng kịch bản, biết rõ đây là vì cái gì. Cũng biết mặt sâm còn không bị tổn thương trước là như thế nào người. Khi đó hắn, như bất kỳ một cái nào lên cấp 3 bình thường nam sinh giống nhau, không thế nào yêu học tập, mang trên mặt cười, nói đến cảm thấy hứng thú trò chơi cùng ngôi sao cầu thủ khi con mắt sẽ sáng. Ái nấy cùng sợ hãi hung hăng chiếm lấy hà sướng trái tim, đè ép được hắn suýt nữa không thở nổi. Điền cương liền là kia cuối cùng một mảnh bông tuyết. Vườn trường khi dễ tuyết lỡ đem mặt sâm vùi vào lạnh như băng trong vực sâu, làm hắn biến thành như bây giờ. Hắn là người bị hại. Điền cương cũng là. Hắn là làm hại người. Điền cương cũng là. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 82 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 82 Cơn mưa ban ngày một định trang chiếu đã định, khởi động máy tế bái thắp hương, cơn mưa ban ngày chính thức chụp ảnh. Quay chụp đầu ngày, diễn viên toàn trường đến đông đủ, từng cái công ty hoặc cá nhân phòng làm việc màn ảnh đã chống lên, bảo tồn ngoài lề ảnh chụp cùng video làm vì ngày sau tuyên truyền vật liêu. Hạ hữu mặc dù nghiêm khắc, nhưng cũng không ngăn cản này đó bình thường buôn bán. Trương Minh kẹp ở các loại trợ lý chính giữa, trái xem phải xem, nghĩ thầm có phải hay không cũng nên chụp chút gì đó, nhưng khác người đều dùng chuyên nghiệp camera, chính mình cầm điện thoại có thể hay không quá kỳ quái, vạn nhất bị trở thành fans hâm mộ đuổi đi ra làm sao bây giờ. Đừng hoảng hốt. Tần tuyệt âm thanh nhàn nhạt, chắc chắc giọng điệu nhưng trong nháy mắt làm Trương Minh yên lòng. Tần ca, ta. Kịch tổ có người chụp ngoài lề. Tần Tuyệt không đếm xỉa tới mà vũ ra một cây pokey ngậm thượng, hít một hơi, đem cái hộp đưa cho Trương Minh, không cần quan tâm. Trương Minh tâm tư nhanh nhẹn, lập tức đã minh bạch ý của nàng. Cũng là, ta Tần Ca nhưng là diễn viên chính đâu. Này đó tuyên truyền tài liệu thiếu ai cũng không thể thiếu hắn, sợ cái gì. Thấy tiểu hài tử sau khi ổn định tâm thần, Tần Tuyệt khàn giọng nở nụ cười hai cái, vỗ vỗ bờ vai của hắn, hướng hạ hữu phương hướng đi đến đang khẩn trương. Hạ lão gia tử trông thấy trong miệng nàng cô Poki. Tần tuyệt ba đến hai lần xuống mớm ít mất, mới ách âm thanh cười nhẹ. Bảo trì thanh tuyến sao đây không phải. Nàng thái độ không có gì tôn kính địa phương, mơ hồ không rõ khẩu khí nghe như một tên du thủ du thực, hai tay cắm ở áo ngoài trong túi quần, thân thể đa động chứng tựa như nhích tới nhích lui, đứng không đứng đối với. Hạ hủ cười hừ một tiếng. Đi, đứng ở đó biên. Tần Tuyệt nhún nhún vai, cũng không lên tiếng, vài bước đã đến lưới sắt chỗ. Trận đầu kịch ban đêm kịch, ngoại cảnh. Bực bội không thôi sát nhân cùng mặt sâm ở chỗ này bồi hồi, đem bạo lực phát tiết ở gián hồ các loại quảng cáo lưới sắt thượng. Tần Tuyệt hít vào một hơi, trùng trùng điệp điệp đập mạnh hai cái chân, dẫm thực trên bàn chân giày thể thao. Nàng mặc hơi dày hắt áo khoác, cổng hai vai bao, lề sách tráo là chỉnh thể duy nhất sáng sắc. Dừng một chút, Tần Tuyệt đem khẩu trang thượng vây kéo đến cái mũi phía dưới. Này tràn diễn kịch bản vây đọc bên trong từng có, nàng đứng ở đó, đứng quay lưng về phía màn ảnh, bên kia chính là trạm xe lửa, có diễn viên quần chúng chờ ra vào. Phần diễn không nhiều lắm nhân vật bên trong có cái mặt áo tràn dài, trang điểm thời thượng thành phần tri thức, Tần Tuyệt cùng nàng ở chỗ này có tràn ngắn gọn đối thủ kịch. Tiểu nhân vật không có tham dự kịch bản vây đọc, cần hạ hữu tại chỗ giảng giải gọi điện thoại từ nhà ga đi ra. Hạ Hữu nói với nàng, bị đáp lời sau chạy chậm rời đi, cảm xúc bên trong sợ hãi không muốn quá nhiều. Cạch. Tần tuyệt nhất chân, một cước đạp ở lưới sát thượng. Ở đây tuyệt đại đa số ánh mắt của người hướng nàng ném tới, hạ hữu bất vi sở động. Tần tuyệt chật chật lưỡi, dáng vẻ lưu manh mà xoay người. Ngài lão gia tử tiếp tục. Nói xong lại quay trở lại, cầm đầu đi đụng hạ hủ sắc mặt không chút nào sửa, thuận thế đối thoại lĩnh nữ nói. Trên đường trông thấy người như vậy, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Nữ diễn viên bị tần tuyệt vừa rồi động tĩnh cùng điên cùng hành vi thoáng hồ đến, khó khăn lắm hoàng hồn, khẩn trương nói. Rất, rất kỳ quái, muốn tránh đi. Vậy đúng rồi. Hạ hủ gật đầu, ngươi bận rộn một ngày, vừa tan tầm, cùng khuê mật trò chuyện bác quái, không sao cả chú ý chung quanh đột nhiên trông thấy một cái người kỳ quái, thói quen theo sát khuê mật chia sẻ, lại bị đáp lời. Tần Tuyệt nghe vậy, ở hạ hủ sau lưng cách đó không xa lặng yên xoay đầu lại, nửa gương mặt còn dán tại lưới sắt thượng, như một không trọn vẹn không được đầy đủ cương thi. Bị cặp kia không khí trầm lặng ánh mắt nhìn chầm chầm, nữ diễn viên chợt sợ run cả người. Cút về ở lại đó, làm ngươi diễn phim ma quỷ đâu. Hạ hủ quay đầu mắng. Tần tuyệt ha ha. Vẽ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười hai tiếng sau, lặng yên quay trở lại, rủ xuống suy nghĩ, từng điểm từng điểm gặp trở ngại. Khi cổ táo bạo cùng ủ rũ dường như đang từ trên người bay ra. Rõ ràng là thật người, cũng rất có một làng manga cảm, quái đảng quỷ dị. Thanh âm hắn ách ngọt, vừa nói, dọa người kình nhi liền ít. Hạ hủ tiếp tục nói, chỉ còn lại cổ quái. Mà ngươi là người bình thường, Người phản ứng đầu tiên chính là trốn, cảm giác mình gặp xui xẻo chuyện, cho nên tranh thủ thời gian rời đi. Nữ diễn viên nghiêm túc nghe, gật gật đầu. Nhớ kỹ, vị trí hai thước rưỡi trái phải, từ nơi này đến cái này. Ừm ừm. Hạ hủ nói xong liền về tới lấy cảnh khí trước, ngồi ở liền mang theo trên mặt ghế, xác định cơ vị sau cầm lấy đại loa. Dự bị, tần tuyệt không kiên nhẫn mà ta à, một tiếng. Bắt đầu. A, à, tên kia. Rõ ràng cũng là muốn xong đời cặn bã, vẫn còn ngốc hề hề mà cười a. À. Khó chịu, khó chịu cực độ. A. À. Mặt sâm trong miệng phát ra thanh âm kỳ quái, như là rên rỉ, vừa giống như gầm nhẹ, tràn đầy bực bội, như một đầu ngộ nhập đô thị giả thú. ầm. Hắn một cước đá vào lưới sát thượng, chính mình bởi vì phản xung lực lui về sau một bước nhỏ. Sách hắn nửa nghiêng đi thân, cầm bả vai hung hăng đụng phải một chút, lại đưa tay đem ba lô dây lưng sách sách, dùng bàn tay đi đẩy đánh. Cạch! 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 Vài mét bên ngoài nhà ga bên trong người đi đường ra ra vào vào, ngẫu nhiên có người ném tới ánh mắt, lại cuốn quyết dời. Hứ! Mặt sâm hai tay cắm vào trong túi quần, hai chân tách ra, đầu chống đỡ lưới sắt. Loãng xoảng. Loãng xoảng. Loãng xoảng hắn nhiều lần mà dùng cái trán không nhẹ không nặng mà đụng phải, thỉnh thoảng chợt về phía trước một đổi, lực đạo lúc nhẹ lúc nặng, âm thanh hoặc nhỏ hoặc đại, không có quy luật chút nào. Cái kia a, ta mấy ngày hôm trước. Một vị vác lấy ba lô lệch vai, làm thành phần tri thức trang điểm nữ nhân cầm lấy điện thoại từ tàu điện ngầm miệng ra hiện, vừa cười nói chuyện phím, biên hướng bên này đi tới. Ách ô, giống như nhìn thấy một cái rất nguy hiểm người. Đi ngang qua mặt sâm khi, nữ nhân đánh giá hắn hai mắt phóng nhẹ âm thanh đối với điện thoại nói nói cái gì mặt sâm xoay người lại hai người chống lại ánh mắt nữ nhân rõ ràng dừng hai giây nụ cười biến mất ở trên mặt lập tức cúi đầu vội vã mà đi rồi tư nhiên đáp lời thật đáng sợ chạy chậm giày cao góc âm tại trong gió đêm soạt soạt rung động thành phần tri thức vừa nói vào đề đi ra họa bên ngoài thẻ hạ hủ nhướng mày Tần Tuyệt liếc mắt, loại nhu nhược tựa như về phía sau tựa vào lưới sắt thượng, tê liệt. Ngươi đệ tam câu nói. Hạ Hủ cũng mặc kệ nàng, đối nữ kia diễn viên nói, âm thanh quá rung lên. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nữ diễn viên sắc mặt trắng nhợt, liên tục cúi đầu. Lặp lại, Hạ Hủ ỷ hồi cái ghế. Thẻ. Ánh mắt như thế nào không đối tốt. Cúi đầu được quá nhanh rồi. Ôm, thật có lỗi hạ đạo liên tiếp bốn đầu, cuối cùng quá rồi. Thành phần tri thức vội vàng mà đi khi đối với bằng hữu nói câu nói kia mang theo mất tự nhiên ý cười. Giống như là dùng nụ cười tới cho bị kinh hãi đến chính mình tăng thêm lòng dũng cảm, cũng như là đang nhìn một cái vui đùa, cùng bạn bè chia sẻ. Hạ hữu hồi thả mấy lần, từng một tiếng. Quá rồi, trận tiếp theo. Tần tuyệt thật dài mà kêu một tiếng, đá văng ra bên chân bình nắp kéo, nôn nóng mà đi xuất hiện bên ngoài. Trương Minh ở khởi động máy trước trong khoảng thời gian này đã xem thói quen, ở một đám trợ lý kính sợ nhìn chăm chú đi qua để nước. Hà Sướng cùng Vương Mính lấy lại bình tĩnh, mới đi đi qua. Trận tiếp theo kịch là bọn hắn hai ở công viên đối thoại, cũng có Lý Hồng Xuyên phần diễn. Điện ảnh quay chụp khi là dựa theo buổi diễn, mà không phải kịch trung thời gian tuyến quay chụp, nắm chắc này tràn diễn trước sau cảm xúc là diễn viên kiến thức cơ bản đại đội nhân mã hướng cách đó không xa công viên ngoại cảnh di động, Tần Tuyệt ngồi ở tại chỗ, tưới hai phần nước, không chút sức mẻ. Trương Minh cùng ở nàng bên cạnh, thức thời bảo trì trầm mặt. Một lát sau, Tần Tuyệt bực bội mà nắm tóc, thò tay đi sờ túi. Trương Minh vội vàng đem bóc kia đưa lên. Tần Tuyệt liếc qua. Đi bên cạnh trong cửa hàng mua bao thuốc. Nàng mệt mỏi mà dương lên cái cầm, thần sắc nhưng phiền muộn. Ai tốt, Trương Minh không nói hai lời chạy tới. Sau nửa ngày, Tần Tuyệt cắm vào túi ngậm điếu thuốc, lẽ loi trơ trọi mà xuyên qua đường cái, đi đến quay chụp đám người bên ngoài. Khi đứng một bên trợ lý cùng thợ trang điểm đều vô ý thức lui về sau, ở nhất vòng ngoài nhượng ra một con đường tới. Tần Tuyệt lấy xuống thiêu đốt lên thuốc lá, kẹp ở trên tay gõ gõ cho. Cách đó không xa, Hà Sướng, Vương Mính cùng Lý Hồng Xuyên đang ở ra sức biểu diễn, khoa trương lời kịch cùng phản ứng, kiến tạo ra trôi lơ lửng ở hiện thực phía trên hài kịch cảm. Tần Tuyệt Hư suy nghĩ, nhìn xem. Con rệp hỉ nộ ái ố, thật nhàm chán. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 83 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 83 Lê Nhã cùng đã từng hà sướng cùng Vương Mính trận kia kịch Đức Quảng mà quay chụp hoàn thành, đoàn đội lại lần nữa chuyển di. Làm vì hôm nay kết thúc công việc kịch, Tần Tuyệt cùng vị kia vai diễn tan tầm thành phần tri thức nữ diễn viên chuyện cần làm rất đơn giản, phân biệt ở trên đường phố đi một đoạn đường là có thể, biểu diễn mặt sâm theo đuôi nàng kiều đoạn. Độ khó không cao, trôi qua rất nhanh. Rơi xuống kịch, Tần Tuyệt ngáp một cái. Thân thể nàng thượng không có mệt mỏi quể oải cảm, tinh thần cũng rất mỏi mệt. Trở về. Loạn xạ hướng hạ hũ khoác tay áo, Tần Tuyệt cũng không nói đổi chút đồ hóa trang, liền rụt rụt, giao thân xác giấu vào áo khoác bên trong, Hồ Trương Minh hướng xuống giường khách sạn đi. A, à, cái kia. Không cần phải xen vào. Hạ Hủ ngăn lại trang phục sư, nhìn xem Tần Tuyệt rời đi. Cái kia câu lũ, hơi có chút dò xét cái cổ bóng lưng, cùng vừa rồi quay chụp khi không có gì khác nhau. Phi chính quy biện pháp. Hạ Hủ hơi có vẻ lão thái nhưng như trước lợi hại hai mắt nhíu lại, lẳng lặng nhìn vài giây. Người khác không hiểu vị này danh đạo đang suy nghĩ gì, không dám vọng thêm suy đoán, coi như vô sự phát sinh mà thu thập trong tay thiết bị. Đêm khuya, tần tuyệt điện thoại len ken một tiếng. Nàng tháo xuống đen kịp bịt mắt cùng cách âm bịt tai, thò tay khẩy gối đầu bên cạnh điện thoại. Là hạ hữu tin tức. Tần tuyệt gõ gõ lưỡi, từ trên giường đứng lên, khoác lên người áo khoác thuận thế chảy xuống, bị nàng tiện tay nhặt lên mở cửa, quay người, tiến vào thang máy. Tần tuyệt vỗ vỗ túi áo, hộp thuốc lá cùng cái bật lửa vẫn còn bên trong. Nàng ngẩng đầu liếc mắt dán tại trong thang máy bên cạnh đánh dấu, có vẻ mà bên cạnh dựa vào, hai tay hoàng ngực. Thang máy một đường hướng phía dưới, dừng ở lầu ba. Hạ hữu thể cốt cường tráng, nhưng chán ghét mất trọng lượng cảm, mỗi lần đều ở tại khách sạn tầng dưới. Tần tuyệt không nhanh không chậm mà đi đi ra ngoài, đột nhiên ánh mắt chuyển một cái có việc hành lang bên kia nữ nhân bị sợ nhảy dựng bối rối quay đầu bị nàng xem vừa vặn là vị kia nữ thành phần tri thức tần tuyệt chậm rãi đi qua nữ diễn viên cứng tại tại chỗ không biết nên làm cái gì nàng đi ngang qua nàng ở bên cạnh máy bán hàng tự động thượng quét mã quả đào nước có ga len ken lang lang lăn ra đây cho tần tuyệt đưa cho nàng nữ diễn viên ngơ ngẩn cẩn thận từng ly từng tí mà tiếp nhận nhẹ nói câu cảm ơn phát âm rất dài là nghe tỉnh tiếng địa phương bên trong kính ngữ không có việc gì tần tuyệt hoán đổi thành nghe ngữ trả lời nữ nhân sững sờ căng chặt bả vai rõ ràng chậm rãi xuống tới thất lễ ngài cũng là nghe tỉnh người địa phương sao không phải tần tuyệt đáp muốn quay phim học lại hỏi tên của ngươi? Lê Nhã. Nữ nhân dùng tiếng phổ thông nói chuyện, lại đổi về nghe ngữ, ta gọi Lê Mộc Nhã Tử. Long quốc đối dân tộc thiểu số tên họ cũng không có cưỡng chế quy định, nhưng ở ngành giải trí bên trong, để cho tiện xưng hô, rất nhiều nghệ nhân đều từ tên thật bên trong lấy 2 đến 3 chữ làm co lại hơi tên. Tên rất có ý cảnh. Tần tuyệt tán dương, mặt không biểu tình mặt có chút buông lỏng lê một nhã tử nhẹ nhàng cười cúi đầu xuống cảm ơn tần tiên sinh ca ngợi nàng hai tay nâng quả đào nước có ga ngón cái ở lạnh lẽo bình nắp kéo bên ngoài nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi khẽ mím môi cái này tần tuyệt đột nhiên lên tiếng ngươi thích đi ôi chao lê một nhã tử kinh ngạc ngẩng đầu cắn cắn bờ môi chần chờ gật đầu là xin hỏi ngài là làm sao mà biết được đâu Tần tuyệt trên người tối tăm phiền muộn khí tràn có chỗ tiêu tán. Nàng trầm thấp mà cười nhạo thanh. Ai biết được, trùng hợp đi. Dứt lời, dương lên tay, đút vào túi quay người. Lê một nhã tử đứng ở tại chỗ sững sờ mà nhìn qua bóng lưng của nàng, thẳng đến Tần tuyệt đi ra vài mét, nửa xoay người. Còn có, ngươi thật giống như có cái gì mất. Tần tuyệt nghiêng một cái đầu, cầm ánh mắt chỉ hướng Lê một nhã tử bên chân mặt đất ôi chao, ôi chao. Lê một nhã tử theo cúi đầu nhìn lại, dày đặt cách âm trên mặt thảm, một trương không ký danh thẻ ngân hàng lẳng lặng nằm ở nơi đó. Nhưng là đây không phải ta, nàng đột nhiên dừng lại, con mắt nhanh chóng ẩm ướt, trầm mặt ngồi quỳ xuống tới, nhẹ nhàng đem thẻ ngân hàng nhặt lên, nâng ở lòng bàn tay. Lại ngẩng đầu khi, tần tuyệt thân ảnh đã biến mất không thấy. Làm gì vậy đi? Hạ hủ uống trà hỏi. Tần Tuyệt tùy tiện mà ngồi ở lão gia tử đối diện ghế sofa trên mặt ghế. Người tốt chuyện tốt. Hừ. Hạ hủ ngắn mũi cười cười, cũng không truy cứu. Hắn đặt chén trà xuống, nhìn cẩn thận dưới Tần Tuyệt trạng thái. Như thế nào, tốt hơn nhiều. Coi như cũng được. Tần Tuyệt đỉnh một cái thân, trà lơ phất phơ tư thái trong nháy mắt biến mất, trở về thành trong bình tĩnh mang theo chút âm trầm bộ dáng. Muốn làm sister. Hạ Hữu hỏi. Sister Granger là nước Mỹ một vị diễn viên, ở vai diễn tội ác tày trời tội phạm giết người sau bởi vì nhập diễn quá sâu tự sát thân vong. Chỗ đó, ta lại không điều kiện này, cũng so ra kém người ta. Tần tuyệt nửa điểm không khách khí, thò tay cầm cái trà mới chén, dẫn theo ấm trà cho mình châm trà. Hô, trà ngon. Hàng cao cấp. Yêu. Lại như vậy xuống dưới, có thể chưa hẳn. Hạ Hủ vẫn chờ nàng cho tục chén, không đợi đến, liếc nàng một cái, hầm hừ mà chính mình đề hủ đầy vào. Khi đợi đến khi lại nói, Tần Tuyệt cười cười, đánh rắm. Lão nhân gia Bạch Nhãn lật lên thiên, tự mình không điểm bức số. Ai ôi, a à, Tần Tuyệt triệt để vui vẻ, ngài lão gia tử rất thời thượng Cái này ngạnh còn biết đâu. Hạ Hủ suy thanh, hai người đều không nói thêm gì nữa ở yên tĩnh trung đối với uống trà. Sau nửa ngày, Hạ Hủ đem chén trà đặt ở lòng bàn tay, bình tĩnh nói: "Ngươi cùng Trình Tranh cái gì quan hệ?" Tần Tuyệt không chút nào kinh ngạc, dương mắt nhìn thẳng. Một chỗ đi ra, nàng nói: Hạ Hủ hơi hơi cúi đầu trầm ngâm một lát. "Trách không được." Cách trong chốc lát lại hỏi: "Ngươi chưa chữa khỏi?" Tần Tuyệt dừng một chút, vẫn còn cố gắng. Hạ hủ nhìn xem nàng, trong lúc biểu lộ mơ hồ có chút lo lắng. Ngài yên tâm, quay chụp là sẽ không chậm trễ. Tần tuyệt chủ động nói. Ta không thể là lo lắng ngươi sao? Cái này ranh con. Hạ hủ hừ một tiếng. Ngươi dám. Dứt lời chậm rãi uống trà. Tần tuyệt cổ quái mà liếc hắn một cái. Ngài không phải là đang lo lắng ta đi. Hạ hủ một miệng trà hút lưu mãnh liệt, ở trong miệng chuyển tầm vài vòng mặt già bị trà bỏng đến đỏ bừng tuổi còn trẻ da mặt rất dày hắn trợn mắt nói tần tuyệt tốt rồi ta biết rõ ngài lo lắng ta tần tuyệt ho nhẹ hai tiếng ta sẽ hết sức duy trì tốt trạng thái ngươi tốt nhất là hạ hữu nghiêng nàng liếc một cái lần này trộn lẫn chút tư nhân cảm xúc nói chuyện đến đây là kết thúc hạ hữu cầm lấy kịch bản nói từ thử kính biểu diễn đến xem, ngươi có bị vườn trường khi dễ trải qua. Tần tuyệt sắc mặt không thay đổi, khẽ gật đầu. Vườn trường bạo lực có thật nhiều loại, nhẹ trình độ lãnh bạo lực, ví dụ như ngôn ngữ cùng hành vi thượng chèn ép cùng coi thường, đại bộ phận học sinh cũng đã có. Nàng tình huống so sánh đặc thù, Giang Thu Nguyệt năm đó vì không cho nàng giới tính bại lộ, luôn cho lão sư nhét tiền lì xì, nói là hài tử thân thể có chút vấn đề nhỏ, có thương có lượng mà làm lão sư cho phép tần tuyệt đi giáo sư chuyên dụng buồn vệ sinh đi vệ sinh. Đi số lần nhiều, luôn có người hoài nghi tần tuyệt đi cửa sau, cùng lão sư, chủ nhiệm gì gì đó có quan hệ, bị đặc thù chiếu cố. Nàng vô pháp phản bác, dù sao nào đó trình độ thượng cái này là sự thật. Nhưng người chính là như vậy, ngươi phản bác, liền nói, ngươi không biết xấu hổ, rõ ràng chính là mỗi ngày chạy văn phòng, lại làm lại lập, thật buồn nôn, không phản bác, lại muốn nói, xem đi, ngươi chấp nhận, đi cửa sau chấp nối còn kiêu ngạo như vậy, trang ngươi mã đâu. Vì vậy cứ việc tần tuyệt mặt dài được cũng không tệ lắm, thành tích cũng tốt, cũng tại trong lớp không có gì bạn bè. Gia cảnh tương đối cảm thấy nàng trang, ở nghỉ giữa khóa bịa đặt nàng thành tích cuộc thi đều là lão sư về sau sửa, gia cảnh bình thường hoặc rất kém cõi học sinh thì càng xem nàng không vừa mắt. Nam sinh bên này là như thế, nữ sinh thì là có người tiếp cận nàng, đã bị điên cuồng ồn ào, mắng, hám làm giàu nữ, thật sự có không thèm để ý lời đồn đãi tìm nàng chơi, tần tuyệt cũng sẽ tuần hoàn theo gian thu nguyệt, không thể ly người thân cận quá, dặn dò, chủ động lãnh đạm rời xa. Về sau trung học cơ sở khi, tần tuyệt đi quý tộc tư nhân trường học, cái này tốt rồi, tất cả mọi người là kẻ có tiền, ai còn không đưa qua tiền lì xì, liền không người lại nói. Lại không nghĩ rằng nàng thượng sinh vật khóa sau đối với tính sinh ra nghi vấn, Giáo sư chuyên dụng buồn vệ sinh đều là mỗi tầng lầu thiết kế một cái, cũng không phân giới tính, trước đó cũng liền không quá chú ý. Ở cẩn thận chiếu vào sách giáo khoa người trên thể đồ đối lập về sau, Tần Tuyệt hoang mang mình rốt cuộc có phải hay không nữ, nếu như là lời nói, khi đi phòng vệ sinh nữ đi vệ sinh cũng là đúng đi. Khi đó nàng còn không điện thoại, trường học lại là ký túc chế, đi tiệm internet cũng không phương tiện. Tần Tuyệt muốn tìm nữ sinh hỏi một câu, rồi lại không biết như thế nào mở miệng. Có lần đang đuổi kịp nàng quá mốc, hết giờ học liền nhanh chạy bộ đi ra ngoài, thế nhưng đoạn khóa lão sư dạy quá giờ, từ giáo sư buồn vệ sinh rồi trở về khẳng định muộn, liền vội vội vàng vàng mà tiến đến phổ thông toilet. Đang muốn đi vào nam tính bên kia khi sửng sốt một chút, do do dự dự mà hướng toilet nữ cọ, lúc ấy cũng không biết mình là muốn tìm cái nữ sinh hỏi một chút vẫn là như thế nào, hoàn toàn đầu óc khẽ động, thân thể liền như vậy đi ngay ở khi đó các nàng rõ rệt trường từ nhỏ phòng kế đi ra trông thấy đứng ở cửa nàng lập tức thét lên lên tiếng lưu manh a à, nàng vừa hô vừa đem tần tuyệt ra bên ngoài đẩy lại quay đầu lại hô làm tốt quần áo quần trở ra a à, có nam sinh rình coi trong toilet lập tức hù dọa một mảnh nữ hài tử tiếng kêu mười mấy tuổi tần tuyệt bị đẩy được một mộng lại phục hồi tinh thần lại đã bị thấy việc nghĩa hăng hái làm nam sinh níu lấy đứng ở lão sư trước mặt quý tộc viện trường học cái nào học sinh đều không thể trêu vào trong nhà nàng lại là bình thường có tiền thật nhắc tới bối cảnh cũng không thể so với những người khác có quyền thế cho nên chủ nhiệm lớp không hề cố kỵ tại chỗ hung hăng mắng nàng một đốn ngày đó sau khi tan học mấy cái nam sinh ngăn chặn nàng vừa nhìn chính là chuyên tìm đến tên côn đồ từng cái người cao mã đại a à, đúng a à. lớp trưởng rất đẹp có rất nhiều nam sinh ưa thích nàng. Thiếu niên tần tuyệt hoảng hốt mà nghĩ, bị người ép đến. Như bạo phong vũ nắm đấm. "Ngươi, sao?" "A, à, bọn hắn mắng." Vòi nước bị vặn mở, lạnh như băng nước chảy, sau đó dần dần chứa đầy toàn bộ ao. Như thử kính như vậy. Lạch cạch một tiếng. Diễn viên tần tuyệt đem chén trà nhẹ nhàng đặt ở bàn nhỏ trên mặt, thần sắc như thường. Hạ đạo ta không có bóng ma tâm lý, ngài không cần phải lo lắng. Nàng ôn hòa cười cười, đây chính là ưu thế của ta. Mặt sâm nhân vật này, ta có thể diễn tốt. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 84 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 84 Tào hạo cùng tô kỳ hạ hữu nhìn chầm chầm nàng, ánh mắt thâm trầm hai người nhìn nhau một hồi lâu hạ hữu mới nói có vấn đề gì kịp thời nói tìm không thấy ta tìm thang đình tần tuyệt gật đầu dừng lại vài giây hạ hữu còn nói nghe tỉnh có cái đảo nhỏ chuyên môn nhốt tội phạm hắn ý tứ trong lời nói không nói cũng hiểu tần tuyệt nhịn không được cười lên không có việc gì nàng biểu cảm nhu hòa rất nhiều cảm ơn ngài phóng túng không giải quyết được vấn đề tần tuyệt nghiêm túc cân nhắc nói rèn luyện tự chủ càng thích hợp ta hạ hữu thật sâu nhìn nàng một cái tốt hắn lúc này nhìn xem tần tuyệt đạm nhiên lại chắc chắc thần sắc có một chút cảm nhận được năm đó lão hữu tâm tình đều là đứa bé ngoan chỉ là gặp được chút ngoài ý muốn ai thiên ý trêu người hạ hữu trong lòng lặng yên thở dài trên mặt cũng không hiện lộ nghiêm mặt nói trường học kia mấy trận kịch ngươi định làm như thế nào? Vườn trường bạo lực mấy cái đoạn ngắn bên trong, mặt sâm có trần trụi màn ảnh, chừng mực rất cao. Thanh tràng, thế thân, vẫn là các nối biên tập. Tần tuyệt trầm ngâm trong một giây lát, cười nói. Ta tự mình tới. Ứng đối những điều này phương pháp nàng sớm nghĩ tới, nhưng hạ hữu chủ động nói ra chuyện này, tần tuyệt vẫn có chút cảm động. Sẽ không lộ tẩy. Nàng nhẹ nhàng cười cười, nhưng thủ đoạn muốn giữ bí mật. Cái nụ cười này hòa tan tần tuyệt trên người tử khí, cuối cùng đã có một chút nàng kịch bản vây độc thời cơ linh giảo hoặc hương vị, hạ hủ không khỏi đáy lòng buông lỏng. Được, nhìn xem xử lý đi. Từng. Cảm ơn hạ đạo chiếu cố. Tần tuyệt không quấy rầy nữa hạ hủ, đứng dậy cáo từ. Ra cửa, ngồi thang máy trở lại cao tầng, chỉ thấy một tư tư một mình đứng ở hành lang phần cuối, ngón tay thon dài kẹp lấy một cây nữ sĩ thuốc lá sương mù lượng lờ tăng lên một tỷ tần tuyệt cùng cách đó không xa nàng chống lại ánh mắt chủ động đi qua lên tiếng chào hỏi đã trễ thế như vậy ngủ không được sao tần tuyệt chủ động hỏi đúng vậy a à, có chút mất ngủ mục tư tư cười cười thò tay vuốt vuốt thái dương kịch bản đã rất xuất sắc xuất sắc đến chút đạo đều lo lắng ta nhập diễn quá sâu biến thành sister. Tần tuyệt nhìn ra nàng áp lực rất lớn, Trấn An nói, một tư tư buồn cười mà liếc nhìn nàng một cái, lại che giấu ý cười. thật sự không có việc gì, ta thử kính khi liền biểu hiện được rõ ràng như vậy sao? Tần tuyệt bất đắc dĩ, là cá nhân cũng nhìn ra được là hiện thực sinh hoạt cải biên, tỷ tỷ điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. một tư tư cười sửa sang nàng tóc mái, hảo hảo diễn đi, cố gắng lên ai tần tuyệt lên tiếng đúng rồi hạ đạo ở tầng kia bên trong còn ở người nào sao ta ban ngày trông thấy có mặt khác diễn viên tới gõ cửa mục tư tư thoảng qua nhớ lại vài giây nhẹ vô cùng mà suy thanh mấy cái diễn viên công hội người quyền nói chuyện liền có chuyện như vậy nhi mục tư tư nói khẽ thường xuyên cầm nhân vật phần diễn lừa gạt tiểu nha đầu người tiếp đơn mới đầu tới tiền nhanh về sau liền đi không thoát khỏi tần tuyệt như có điều suy nghĩ hạ đạo ở chỗ này sẽ không bị phát hiện mũ khẩu trang một mang ai còn có thể nhìn ra được mục tư tư cười yếu ớt ngươi cũng đừng xem nhẹ lão nhân gia ông ta kỹ thuật diễn a à cái này tần tuyệt vẫn thật không nghĩ tới cười nói hiện tại đã biết rất chịu phục tốt rồi nhanh đi nghỉ ngơi đi ngày mai không có ngươi buổi diễn vừa vặn ngủ cái tự nhiên tỉnh Mục tư tư nói. Ta cũng là nghĩ như vậy. Tần tuyệt ngoan ngoãn gật gật đầu, trở về gian phòng của mình. Khách sạn cao tầng cách âm không sai, nàng vào cửa, sắc mặt trong nháy mắt có chỗ biến hóa. A nhiễm, tiền đi về phía. Đã tra được. Xâm nhiễm âm thanh từ trong tai nghe truyền đến, thai kỳ thị bệnh viện, phẫu thuật phí tổn. Tần tuyệt thở hắt ra. Lê một nhã tử đầu óc thông minh, biết rõ cái gì nhẹ cái gì nặng, không có kháng cự số tiền kia, rất tốt. 3. Chúng ta có muốn hay không đem nhã nhã tỷ tìm trở về? Xâm nhiễm hỏi. Nhìn lại một chút đi. Tần tuyệt đá rơi xuống giày thể thao, đem mình ném vào giường bị, duỗi lưng một cái. Chữa bệnh bộ đội thứ tư nữ binh 176 số, một cái có chút thèm ăn, thích uống quả đào nước có ga, mỗi ngày đều nghĩ đến có thể trở về cứu mẹ tiểu cô nương. Lê Mộc Nhã tử. Tên quái dễ nghe. Tần Tuyệt công công khóe miệng nhắm mắt tiến vào ngủ say. Hôm sau, sáng sớm 7 giờ, Tần Tuyệt đúng giờ mở to mắt. Nàng trầm mặt tháo xuống bịt mắt, đứng dậy xuống giường rửa mặt. Ba lô, áo khoác, một thân đầy đủ hết, cái đầu không tính rất cao tối tâm phiền muộn nam ở khẩu trang dưới ngáp một cái, từ khách sạn rời đi. Bữa sáng là một tô mì Tần tuyệt lắm đều che mặt, ánh mắt xéo qua đi dò xét trong tiệm trên vách tường nhỏ TV. Nên thông báo tin tức. Nàng trong lòng mấy giây. Đếm xong giây, cái này toàn thân tản ra âm trầm khí tức nam nhân đột nhiên khí thế buông lỏng, từng ngụm từng ngụm mà hút lưu lên. Ăn uống no đủ, tần tuyệt cắn cô hướng studio đi. Tần, tần lão sư tốt. Hà sướng đã chụp xong một hồi, đang ở bên cạnh chờ đợi. Tần tuyệt hàm hồ gật gật đầu, nàng ánh mắt vừa nhất, hà sướng liền hướng sau co lại một chút. Đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra? Tần tuyệt hồ nghi mà liếc nhìn hắn một cái, đúng lúc hạ hủ kêu hà sướng tên, hắn như được đại xá, tranh thủ thời gian chạy chậm đi qua. Ta có như vậy thảo nhân ngại sao? Ai, bây giờ tiểu hài tử A. Không hiểu nổi có chút tan thương, tần tuyệt ở thiên ngoại vây địa phương tìm cái vị trí, lấy ra cái bật lửa châm điếu thuốc hai tay tới rồi cái tương đối một mặt đông bắc cất, canh cổng lão đại gia tựa như ngồi sổng kia. Huynh đệ cơm hộp nhận được không, hôm nay phát được sớm. Ngồi sổng trong chốc lát, đột nhiên có người đáp lời. Âm thanh còn rất quen thuộc, tần tuyệt cắn điếu thuốc vừa ngẩng đầu. Ai ôi! Người tới trông thấy mặt của nàng, đặc biệt lúng túng dùng không cầm cơm hộp cái tay kia gãi gãi đầu. Thật có lỗi thật có lỗi, tần lão sư, ta không có việc gì. Tần tuyệt nhạc lên tiếng, đưa tay tiếp nhận cơm hộp, dưới kịch. Từng o. Cao một long chất phát cười cười, có học có dạng mà cũng ngồi xổm xuống, mập mạp thân thể có chút cố hết sức, ta phần diễn thiếu, chụp được nhanh. Hắn vai diễn Tào Hạo cùng Mạc Sâm là trung học phổ thông bạn học, ở trong phim ảnh bị Mạc Sâm không ngừng vơ vét tài sản tiền tài. Cơn mưa ban ngày đêm kịch khá nhiều, ban ngày có thể chụp hơn nữa đều là điền cương bên kia hàng ngày nội dung cốt truyện hay hoặc là nói là người bình thường sinh hoạt tào hạo cũng là người bình thường chung một cái hắn cùng với công ty chủ quản con gái tô kỳ đang ở yêu đương trung trong mắt người ngoài tiền đồ vô hạn thực tế lại bị lão công nhân sau lưng nói xấu cười nhạo tướng mạo của hắn cùng dáng người cao mộc long cùng hắn nhân vật rất có chỗ tương tự hắn từ xuất đạo đến nay định vị chính là hài sao bởi vì ngoại hình thật sự xưng không hơn soái ca, dù cho nhận được kịch bản, cũng nhiều là tô đậm người khác vai hề. Công ty vốn không muốn tục ký, hết lần này tới lần khác trong nhà hắn đưa không ít tiền, về sau người đại diện Linh Cơ khẽ động, Cao Mộc Long đã bị công ty bồi dưỡng đã thành game show già. Người này chất phát trung thực, không có bọc quần áo, có thể cười có thể náo, là các đại khách quý thăm hỏi cùng trò chơi tú tiết mục khách quen, thuộc về cái loại này chuyên môn đánh chịu cười điểm cùng sào nhiệt khí không khí tồn tại. Kịch bản vây đọc khi Tần Tuyệt ở Hạ Hữu kia học trộn bút ký mọi người đều xem qua, Cao Mộc Long cùng vai diễn Tô Kỳ chân sở sở nhìn đến đặc biệt là nghiêm túc, hơn nữa không ngại học hỏi kẻ dưới, Tần Tuyệt sẽ đem Hạ Hữu tách ra nát nói đồ vật lại tách ra càng toái, lần thứ hai dạy cho bọn hắn. Cùng Cao Mộc Long nói chuyện phím khi, ăn mặc đồng phục váy dài chân sở sở cũng đã đi tới ngồi xổm hai người bọn họ bên người. Sở sở cũng chụp xong. Tần tuyệt Hàn huyên nói. Ừm ừm. Ừ. Chân sở sở không mang đạo cụ kính mắt, nhìn qua tướng mạo ôn hòa, cũng không thổ khí, như thông thường nhà bên muội muội. Nàng dáng người nhỏ gầy, không phải vừa đúng thon thả, mà là dường như dinh dưỡng không đầy đủ như mảnh mai, gầy đến không quá khỏe mạnh. Cùng cao một lông giống nhau, Chân Sở Sở cũng là bởi vì ngoại hình điều kiện không phù hợp chủ yếu thẩm mỹ, do đó không thể không tiếp vai hề kịch bản diễn viên. Ở cơn mưa ba ngày bên trong, Chân Sở Sở vai diễn Tô Kỳ mặc dù là chủ quản con gái, lại cũng không là thời thượng độc lập đô thị mỹ nhân. Nàng là ly dị gia đình, mẹ năm đó ngoại tình theo người khác, mà cha lại quanh năm vội vàng công tác, cho nên khuyết thiếu thẩm mỹ, mà lại tính cách phi thường bảo thủ bất luận khi nào đều đem mình bao vây được cực kỳ chặt chẽ giống như lộ ra một chút làn da đều là cha trong miệng không bị kiềm chế dâm phụ như vậy tô kỳ không để ý tào hạo tức cười mập mạp bề ngoài rất vui vẻ có thể gặp được đến một cái thành thật rồi hướng nàng rất tốt nam nhân bọn hắn lẫn nhau là đối phương mối tình đầu có vụng về nhưng rất ngọt ngào tình yêu cảm tạ tô nhỏ chi tịch dưới một một du vé tháng cảm tạ nguyệt sắc như sương vé tháng sáu Cảm tạ thư hữu 2020 Lam lục đao phiếu đề cử cuối đầu cảm tạ ít thản nhiên thư hữu 2017 khả khả ái ái cá người tự cá phiếu đề cực hai cuối đầu cảm tạ quỹ đồng tử minh huyền nhược phong có thể hồi tưởng thư hữu một sáu một 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 ba một sáu một bốn kiều hy là cái ngạo kiều chịu thư hữu một ba một hai một ba chín một chín hai bảy hy vọng không phải thất vọng nguyệt như bạch sương phiếu đề cực ba cuối đầu cảm tạ gấm đồng a đợi lâu chờ một chút Chờ một giọt sương nước ca năm sáu phiếu đề cực 4 cuối đầu cảm tạ, cổ nguyệt, gió dạng rảnh rỗi câu tô nhỏ chi phiếu đề cực 5 cuối đầu cảm tạ, đình không phiếu đề cực 6 cuối đầu cảm tạ, màn mưa thu phiếu đề cực 7 cuối đầu cảm tạ, xoái xoái tiểu ly miêu phiếu đề cực 8 cuối đầu cảm tạ, hạ lê điện hạ phiếu đề cực 9 cuối đầu cảm tạ, Tracy 25 heo đúng vậy nhớ kỹ đảo, phiếu đề cực 11 cuối đầu cảm tạ, tiểu 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 giọt nước giọt phiếu đề cực 12 cuối đầu cảm tạ. 417337519 phiếu đề cực 14 cuối đầu cảm tạ nhất đầu người phiếu đề cực 23 cuối đầu tiếp tục viết, tấu chương xong. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 85 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 85 Cơn mưa ban ngày 2, đúng rồi, tần lão sư, cảm ơn ngày năm mới lễ vật. Chân sở sở nhỏ giọng cười nói, mẹ ta rất vui vẻ, nàng nói tỷ tỷ vẫn còn khi cũng ưa thích khắc đồ chơi văn hóa hạch đào. Tần Tuyệt cười cười. Không có việc gì, vui vẻ là được rồi. Tần lão sư giống như sẽ thuộc độc tâm tựa như. Cao một lông gãi gãi đầu, ngài cho cái kia rượu đơn thuốc, cha ta rất là ưa thích, liên tục nói ngài là hắn bạn vong niên. Tần Tuyệt ha mà cười lên tiếng tới. Nào có chuyện đến lúc đó những ra rượu đến cho ta đưa hai đàn a nàng cười nói nhất định nhất định cao một lông cười ngây ngô nhìn ra được là thật vui vẻ tần tuyệt mỉm cười nhìn xem hai người bọn họ không hiểu có loại mình ở chơi cái gì thu thập trò chơi ảo giác chân sở sở gầy yếu có gia tộc ghen ở tỷ tỷ của nàng tận thế bên trong một cái nhỏ ăn cắp cũng là ỷ vào chính mình thân hình nhỏ gầy hành động cực kỳ nhanh nhẹn về sau bị tần tuyệt bắt được liền thành nàng trong đội trinh sát. Đáng tiếc cùng rác rưởi hệ thống giao dịch quá nhiều, linh hồn bị ăn sạch không ít, người không có thể bảo lưu lại tới. Bây giờ có thể gặp được chân sở sở, coi như là giải quyết xong một cái cọc tiếc núi. Về phần cao một long cha liền hoàn toàn là chó ngáp phải rồi. Năm đó tần tuyệt cùng thất quân sư ẩn núp zombie khi rơi vào qua trong hầm ngầm, bên trong một làng hèm rượu mùi vị, còn có cái đặc hữu ý tứ lão đầu tử. Người kia cho dù là tận thế cũng không nhanh không chậm, sẽ đem chính mình quang trong hầm ngầm dày vò rượu. Nghe Thất quân sư nhớ lại, lúc ấy hắn một bên trong coi mượn rượu làm càng tần tuyệt, một bên còn muốn cùng cái này phong lão đầu đàm phán, nhưng muốn mệnh. Đàm phán không sao, chủ yếu là uống rượu ngươi so sánh phiền nhân. Thật lâu về sau Thất quân sư nói đến việc này tới, nhàn nhạt nhìn nàng liếc một cái. Tần Tuyệt chỉ có thể nhu thuận, gờ kia một lần bọn hắn có thể từ zombie ẩm ướt chạy trốn, là lão đầu tử đánh nát vào rượu đốt lửa. Phong lão đầu chính là phong lão đầu, chết cũng muốn uống rượu tiêu dao mà chết. Hắn duy nhất nguyện vọng là hy vọng có người đem hắn tự nghĩ ra rượu phương lan truyền đi ra ngoài, cho ai đều được, chỉ cần là yêu rượu người, cũng không có vấn đề gì. Xâm nhiễm lúc ấy ở tra này đó diễn viên đồng sự bối cảnh khi, thuận tiện liền phát hiện cao một long gia bối cảnh. Từ dưới hướng lên số thời ngũ đại, từng cái yêu rượu, vẫn là cao nồng độ rượu đế, ở Long Quốc quốc nội có một đầu long rượu nước sản nghiệp. Rất tốt, liền ngươi rồi. Tần tuyệt thật thích nghiêm túc hảo học tiểu hài tử, tiện tay đưa cao một long một phần đại lễ. Thứ tốt nên truyền xuống. Trải qua tận thế người đều biết rõ cái loại này ở trong phế tích tìm kiếm vật tư cùng tin tức cảm giác có bao nhiêu khó, nghĩ đến ở văn hóa thượng cũng giống như vậy. nếu là văn hóa tuyệt tự, đời sau người lại nên trả giá nhiều ít tâm lực đi phục hồi như cũ này đó tinh túy đâu. Tần Tuyệt nhìn xem nói chuyện phím cao một long cùng chân sở sở, không hiểu có chút cảm khái. đột nhiên hai người này đồng thời quay đầu xem nàng. Tần Tuyệt, làm sao vậy? Cao một long, Tần lão sư, ngài vừa rồi biểu cảm, chân sở sở giống như hạ đạo tần tuyệt kỳ quái bối phận gia tăng lên nàng đuổi con vịt tựa như phất phất tay một bên đi chơi đừng quấy rầy lão nhân gia cao một lông cùng chân sở sở đều tại cười rõ ràng tần tuyệt mới là nhỏ tuổi nhất cái kia nhưng không biết vì cái gì nàng chính là làm cho người ta càng thành thục thậm chí càng hiền lành ảo giác bên kia quán cà phê thực cảnh bên trong hà sướng vương Mính cùng lý hồng xuyên ban ngày phần diễn theo thứ tự chụp xong lúc này liền thể hiện ra kịch bản vây đọc chỗ tốt trải qua thô sắp xếp sau nhiều khi không dùng hạ hữu mở miệng diễn viên liền tự giác mà tiến hành điều chỉnh bất luận là hà sướng vẫn là lý hồng xuyên đều là từng ở tầng thấp nhất giúp sức làm qua khi cổ người hiện đại đối nhau sống mê mang cùng cảm giác hư không biểu diễn rất đủ hiệu suất cao suất cường độ cao tầng tuyệt tính nhẩm thời gian dựa theo tiến độ này xuống dưới cơn mưa ba ngày chụp xong nhiều lắm là cần 20 ngày. Cái khách kịch tổ đều là kịch bản vây đọc một ngày, quay chụp 3 tháng, hạ lão gia tử thì là thô sắp xếp một tháng, quay chụp 20 ngày. Chật chật, gừng càng già càng cay. Bất quá, nhờ có hạ hữu địa vị trấn phải ở, diễn viên tiến tới dụng tâm không nói, công ty dù cho tưởng nhiều chuyển được cáo thậm chí ít kịch, cũng phải nhìn xem hạ đạo sắc mặt. Khi tất cả người đều nghĩ đến diễn trò hay làm cố gắng khi cái này bộ diễn sẽ rất khó chụp được kém. Đảo mắt vào đêm. Một màn này kịch, là tào hạo bị mặt sâm vô chừng mực vơ vét tài sản sau bột phát một cái cao quan điểm. Mặt sâm gây khó dễ hắn nhược điểm, bắt buộc hắn không ngừng gửi tiền cho mình. Tào hạo tư nhân tiền lương căn bản bổ sung không ở cái này càng lúc càng lớn trống rỗng, bất đắc dĩ đành phải tham ô công khoản, tiền của công. Cái này bạn học ngày xưa, cái này bây giờ trở nên cực kỳ ích kỷ đáng sợ mạc sâm, chính là tào hạo bình tĩnh hàng ngày trung ác mộng. Hắn không thể không cúi đầu xin giúp đỡ vị hôn thê của mình Tô Kỳ, mà lâm vào yêu đương Tô Kỳ mới đầu đã tin tưởng tào hạo nói dối, cho là hắn là vì trợ giúp cái kia gọi là mạc sâm bạn học thoát khỏi khốn cảnh, liền lén lút giúp đỡ tào hạo sửa chữa khoản. Nhưng mà, theo mạc sâm đòi lấy vô độ, khoảng chỗ sơ suất càng phát ra rõ ràng, sớm muộn cũng bị phát hiện, đến lúc đó hai người nói không chừng còn sẽ ngồi tù. Tô Kỳ bị tinh thần trọng nghĩa cùng cảm giác sợ hãi dày vò lấy, vẫn luôn ý đồ cùng tào hạo câu thông, hỏi ra chân tướng, lại lần lượt mà bị vị hôn phu của mình qua loa tắc trách đi qua. Thẳng đến tối hôm đó, tào hạo lén lén lúc lúc mà lưu lại trong văn phòng sắp đặt máy tính, bị Tô Kỳ phát hiện. Tần tuyệt đút vào túi, đứng ở không chớp mắt trong góc, xem cao một lông cùng chân sở sở dằn co. Nói là dằn co, bầu không khí lại cũng không kịch liệt. Ngươi không phải đáp ứng ta sao, nói cái gì không có lần sau. Tô Kỳ đứng ở cửa ra vào, dàn giáo kính mắt sau trên mặt có rõ ràng khó xử cùng thống khổ. Ba cũng đã nói như vậy, lần sau tuyệt đối sẽ cùng ngươi sinh nhật, các loại, đàn ông các ngươi hứa hẹn chính là như vậy sao? Không, không phải. Tào hạo to mộng thân thể bao vây ở âu phục bên trong, bước nhanh đi lên có chút tức cười, kỳ kỳ, ta chúng ta đã nói, ngươi nếu như không thể tuân thủ hứa hẹn lời nói, liền, liền chia tay. Tô Kỳ bờ môi nhẹ nhàng rung rung, nàng mới không muốn chia tay, nàng rất yêu rất thương hắn. Nhưng là, nàng căn bản tìm không thấy biện pháp gì có thể làm cho Tào Hạo nói thật. Cái gì làm nũng nữ nhân tốt nhất mệnh, cái gì như vậy thủ đoạn như vậy, nàng một chút đều không am hiểu. Tào hạo lại chột dạ lại ấy nấy. Kỳ kỳ, đây đều là có nguyên nhân vậy ngươi nói rõ ràng a à, tô kỳ liền sinh khí cũng sẽ không lớn tiếng la hét ầm ĩ nàng từng bước một đi qua trong ánh mắt mang theo đau lòng cùng khẩn cầu ngươi không nói lời nói thật không muốn cùng ta thương lượng sự tình gì đều nghĩ một người khiêng đây mới là để cho nhất ta khó chịu địa phương a à, tào hạo biểu cảm rõ ràng có biến hóa hắn nhớ tới những cái kia bị đồng sự trào phúng thời gian là tô kỳ là cái này rõ ràng rất ngượng nguồn hướng nội cô nương không để lại dư lực địa duy trì hắn cổ vũ hắn cho hắn dũng khí cùng tin tưởng vì cái gì có thể như vậy đâu đều là mạt sâm sai nhưng là nhưng là ta cũng là tên khốn kiếp ta cũng từng tào hạo lâm vào trầm thống xoắn suýt trung hạo hạo tô kỳ trong mắt lóe nước mắt nhẹ nhàng đi dắt tào hạo tay ngươi cảm thấy ta không thể giúp ngươi sao ngươi cảm thấy ta cứ như vậy vô dụng sao tào hạo thần sắc thay đổi lại biến khó chịu mà đem Tô Kỳ mảnh mai tay cầm ở lòng bàn tay. Ngươi đừng nghĩ như vậy, vô dụng là ta. Ta, ta cho ngươi biết. Này tràng diễn muốn cắt cơ vị, nhiều lần chụp ba điều. Hạ hủ gật đầu thông qua khi, cao một long cùng chân sở sở kích động liên tiếp cúi đầu. Có thể tới đến cao như vậy chất lượng kịch tổ là mỗi cái diễn viên chuyện may mắn. Hạ hủ dạy dỗ diễn viên công lực là nổi danh trác tuyệt, đoạn này đặt ở mặt khác phim ảnh tác phẩm bên trong chẳng qua là một đoạn bình thường người yêu hiểu lầm lại cùng giải tiết mục, nhưng ở cơn mưa ba ngày bên trong, mỗi cái hơi biểu cảm đều có ý nghĩa nghĩa chỗ, cảm xúc mỗi một tia biến hóa đều biểu hiện ở chi tiết trung. Kịch tổ chuyển di, kế tiếp là Hà Sướng cùng Vương Mính ở quán cà phê đoạn ngắn. Bình thường Điền Cương biết được đồng sự Vương Đại Lực đối tượng thầm mến cư nhiên thích chính mình, lập tức lâm vào lưỡng nan. Cái này kiều đoạn thập phần máu chó, nhưng lại không thể không nói sở dĩ máu chó cũng là bởi vì hiện thực trong sinh hoạt thường xuyên phát sinh làm cho người bất đắc dĩ lại tránh né không ra điền cương mỗi ngày đều muốn nghe vương đại lực lặp lại ca ngợi hắn yêu người làm công khâu tuyết đối với vương đại lực mà nói khâu tuyết chính là hoàn mỹ tình yêu đại biểu là lý tưởng sinh hoạt biểu tượng chúng ta những người này a à, trong lòng lại không điểm niệm tưởng liền sống không nổi nữa thân thể có chỗ thiếu hụt vương đại lực có thể so sánh điền cương sống được càng nóng tình, càng vui vẻ hơn, cũng là bởi vì hắn có một cái tiêu tưởng người yêu. Là lấy, điền cương ở khâu tuyết đối với chính mình thổ lộ sau vô cùng xoắn xuýt cùng vò đầu da. Hắn một mặt cảm giác mình hoành đao đoạt ái, thật sự thực xin lỗi khuyên hắn, giáo hội hắn rất nhiều người sinh đạo lý vương đại lực, mặt khác lại cảm thấy tự ti, căn bản không thể tin được khâu tuyết đáng yêu như thế nữ hài tử sẽ vừa ý phổ thông chính mình. Nhưng mà ở sâu trong nội tâm, Điền Cương lại không phải không thừa nhận, khâu tuyết ưu ái làm hắn thập phần sảng khoái, thường thường không có gì lại nhân sinh lại có thể ôm mỹ nhân về, cái nào điểu ti trong lòng không có như vậy ý dâm qua. Cơ hội, ngay ở chỗ này. Ấm ấm áp áp trong quán cà phê, nội tâm dày vào Điền Cương nuốt một ngụm nước bọt, ngồi ở khâu tuyết đối diện bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 86 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 86 Cơn mưa ban ngày ba vì nguyệt như bạch sương thêm càng một một nhìn một chút, tầng tuyệt mở ra kịch bản. Nàng đi đến phó đạo diễn Thang Đình bên người, đột nhiên lên tiếng. Thang phó! Ôi chao ôi! Đang dám thị hiện trường Thang Đình sợ tới mức một kích linh, ngươi đi đường như thế nào cũng không có thanh nhi nhỏ giọng cô một câu thang đình nhớ tới hạ hữu phân phó lập tức khẩn trương lên làm sao vậy có vấn đề gì ta không có vấn đề tần tuyệt hữu hiệu trao đổi không nói nói nhảm đêm nay hà sướng cùng vương mính trạng thái rất tốt quay chụp kế hoạch khả năng trước giờ trận tiếp theo là của ta kịch vai diễn nữ thành phần tri thức lê một nhã tử tối hôm qua hồi bệnh viện chăm sóc mẹ ngài là hay không cần liên hệ nàng một chút. Thang Đình hơi kinh ngạc, quay đầu cẩn thận đánh giá trong tràng đang ở quay chụp hà sướng cùng Vương Mính, mười mấy giây sau gật gật đầu. Tiểu Trương, đi liên lạc một chút. Hắn ngoắt ngoắt tay đem quần diễn dẫn đầu gọi tới. Như nữ thành phần tri thức loại nhân vật này, mặc dù phần diễn so phổ thông diễn viên quần chúng nhiều một ít, nhưng tóm lại vẫn là quần chúng diễn viên, không khỏi thang đình cái này cấp bậc tới phụ trách. Họ trương quần diễn dẫn đầu nghe Thang Đình dăm ba câu nói xong, ứng hai tiếng, thối lui đến một bên gọi điện thoại. Tần Tuyệt sớm đã yên lặng đi đến quay chụp tổ biên giới. Nàng nhìn chung quanh một lần, tìm điều cái hẻm nhỏ. Trận tiếp theo kịch rất đặc thù, được trước tiên đem cảm xúc điều lên. Không có một bóng người chật trong ngõ, Tần Tuyệt thân ảnh dần dần biến mất trong bóng đêm. Này tràn diễn điều kiện tiên quyết tình tiết là Mạc Sâm đã giết Tào Hạo cùng Tô Kỳ, hắn không nghĩ tới cho tới nay nhu nhược nghe lời tào hạo sẽ bạo khởi phản kích sau đó lại nhìn thấy trong quán cà phê điền cương cùng khâu tuyết cười cười nói nói hình ảnh lập tức càng thêm bực bội gió đêm xuyên qua hẹp dài ngõ nhỏ ánh trăng hơi dời phản xạ ra hai điểm tinh hồng sắc quan tần tuyệt giật giật kéo đến cái cầm khẩu trang chậm rãi đi ra có thể hạ hủ đưa tay ra hiệu nhiếp lục tổ tạm dừng công tác nhìn đồng hồ từng cái đạo diễn đối ghi chép tại trường quay đơn ghi chép yêu cầu đều có chỗ bất đồng có sẽ dựa theo nhà làm phim phương ý tưởng điều chỉnh có tức thì sẽ thêm chuẩn bị mấy phần lấy ứng đối bất đồng tình huống không đến mức bởi vì ngoài ý muốn trì hoãn quay chụp tiến độ mà hạ hữu thì là mỗi lần đều tại ghi chép tại trường quay đơn thượng làm tối ưu giải nếu là không đạt được kia tất nhiên chính là hắn hoặc những người khác vấn đề thời gian còn đủ trận tiếp theo Hạ Hủ đem ánh mắt từ mặt đồng hồ thu hồi, tại chỗ liền hỏi, diễn viên đâu? Tần Tuyệt dắt vội vàng chạy tới lê một nhã tử cánh tay trong đám người kia mà ra, nói giọng khàn khàn. Nơi đây, nàng toàn thân cao thấp bao phủ khí tràn phi thường khủng bố, rời đi gần nhất mấy người nhịn không được kích thích nổi da gà, vô ý thức lui về phía sau. Hạ Hủ xem nàng hai mắt, khẽ trao mày, không nói gì. Bảo mẫu xe. Lão gia tử ra lệnh nói, đi tới một cái thực cảnh diễn viên trên xe làm trang tạo động tác nhanh lên cùng tổ thợ trang điểm từ anh rùng mình một cái cho tiến vào trạng thái tần tuyệt thượng trang ai hóa ai biết bảo mẫu xe chạy nhanh hướng sớm hẹn trước cốt chỗ mục đích hạ hữu yêu cầu toàn thực cảnh quay chụp toàn bộ kịch tổ ngay ở nghe tỉnh mấy cái tiểu thành trấn bên trong qua lại đi dạo hạ hữu nói động tác nhanh từ anh cùng trang điểm trợ lý mang theo diễn viên lên xe khi liền không suy nghĩ nhiều chờ lái xe, mới lúng túng phát hiện Lê Một Nhã Tử cùng Tần Tuyệt ở đồng nhất chiếc xe thượng. Ách, cái này. Từ anh há to miệng, không biết như thế nào mở miệng. Tần Tuyệt lường nàng liếc một cái, ánh mắt lại chuyển dời đến Lê Một Nhã Tử mặt cùng cao ngất ngực. Động tác nhanh lên. Nàng không kiên nhẫn mà lập lại một lần hạ hủ nói lời, nhắm mắt lại, dù sao quay chụp khi cũng phải nhìn. Từ anh trì trệ, sắc mặt khó coi, Lê Mộc Nhã Tử nhẹ nhàng giật giật nàng ống tay áo, nhỏ giọng nói. Không có chuyện gì đâu. Vậy được rồi. Tần tuyệt người cũng không tệ lắm, nhưng mặt sâm phụ thể sau sẽ rất khó không cho người phiền. Từ anh rung lên hai cái đem không khỏe cảm tiêu trừ, nhanh chóng từ một đống tiểu nhân vật đồ hóa trang bên trong lấy ra Lê Mộc Nhã Tử bộ kia thành phần tri thức trang, còn có một bộ chưa hủy đi phong ren đồ lót, phía trên là gợi cảm nửa chén, phía dưới là tam giác hơi mờ nhúng máu đào văn. Cởi. Từ anh nói. Bảo mẫu xe dừng hẳn về sau, từ anh ở tầng tuyệt trên mặt bổ cuối cùng một khoảng. Có thể. Tần tuyệt cũng không nói chuyện, hai tay đút vào túi xuống xe. Lê một nhã tử đi theo nàng đằng sau, giày cao gót đạp ở mặt đất âm thanh rất thanh thúy. Từ anh có chút tan vỡ mà đem trang điểm soát hướng thu nạp bao quan ra, hai tay ôm cánh tay mảnh trà sát nổi da gà quá không đáng yêu. Nàng y thanh, lại buông lỏng một chút tới thở dài, bất quá càng không đáng yêu càng nói rõ ràng hắn diễn thật tốt. Ai? Bị nhắc tới tần tuyệt không có nghe được cái này vài câu, đã cùng lê một nhã tử đi tới chung cư dưới lầu. Nhà này chung cư không có thang máy, nữ thành phần tri thức một mình ở tại lầu 2, thang lầu đi một đoạn có thể tới cửa. Quay chụp bắt đầu, không dán đoạn trường trong màn ảnh, Lê một Nhã Tử tốc độ vừa phải mà đi lên thang lầu, vừa đi vừa từ trong bao đeo nhảy ra chìa khóa, đi tới cửa mở cửa. Tốt, thẻ. Hạ hủ lên tiếng. Cái này một phần nhỏ không có gì độ khó, trôi qua rất nhanh. Tiếp lấy, chụp ảnh đoàn đội di động đến trong phòng, bố trí cơ vị, mai mối, điều màn ảnh, tiêu rồi không đến 10 phút. Cơn mưa ban ngày kịch trong tổ tổng đạo diễn cùng chấp hành đạo diễn đều là hạ hủ lão gia tử là quay chụp người trong nghề, vị trí này cái nào chiếu sáng thích hợp nhất, chính mình đi hai bước có thể đã định, còn lại việc vặt vảnh tức thì do Thang Đình giúp đỡ điều hành, hoàn thành rất nhanh. Ở bên chờ lệnh lê một nhã tử lặng lẽ liếc nhìn Tần Tuyệt. Tần Tuyệt hờ hững xoay đầu lại. Lê một nhã tử nhẹ nhàng ho khan một chút, con mắt lóe lóe. Là A. Tần Tuyệt. Tần Tuyệt. Tần Tuyệt. Khủ nàng cạn lời mà quay đầu đi. Có đối tượng, cự tuyệt quấy rối tình dục. Lê Một Nhã Tử trên mặt hiện lên một cái chớp mắt thất lạc, rất nhanh lại khôi phục dịu dàng nụ cười. Cũng là, mình ở nghĩ gì thế? Nàng Tần nhẹ nhàng cười, nhẹ giọng dùng nghe ngữ nói. Tần tiên sinh, ngài tại diễn kỹ thượng đưa vào rất có thể đã động người đâu. Cho nên, trong chốc lát mời tận tình phát huy kỹ thuật diễn đi, không cần cân nhắc đến ta bên này tần tuyệt thần sắc vi diệu biến đổi, nhưng quay chụp sắp tới, nàng tần tuyệt kia bộ phận tuyệt đối không thể áp qua mặt sâm. Nàng không có ném tới ánh mắt, chỉ là chép miệng tặc lưỡi, dùng ách ngọt tiếng nói không nhịn được nói. Câm miệng. Lê một nhã tử ôn nhu cười cười. Là. Hai người ngắn ngủi nói chuyện với nhau sau, hạ hữu bên kia liền truyền đến hô người âm thanh. Đạo cụ sư thanh đao đưa cho tần tuyệt, nàng ước lượng, có chút nhẹ không vừa tay sao? Lê Mộc Nhã Tử ở bên nhỏ giọng hỏi. Tần Tuyệt suy nghĩ nửa giây. Đau thật, sợ sao? Không quan hệ. Lê Mộc Nhã Tử mặt mày cong cong. Lão gia tử, Tần Tuyệt lập tức ngẩng lên cái trầm hô, cái đồ vật này, có thể đổi thật vậy chăng? Hạ Hữu vừa quay đầu, đã nhìn thấy Tần Tuyệt một tay dơ đạo cụ đao, kia biểu cảm, cùng mua đạo bản tiểu hoàng cái đĩa phát hiện nội dung không thích sau tìm người để đổi tựa như ánh mắt của hắn chuyển tới lê một nhã tử người sau mỉm cười nhẹ nhàng cúi đầu tỏ vẻ mình có thể chính mình đi chọn hạ hữu hướng phòng bếp phương hướng lệch lạc đầu ai tần tuyệt đem đạo cụ đao để trở về tùy tiện mà liền tiến phòng bếp thang đình nhìn đến nghe răng nhếch miệng hạ đạo cái này vạn nhất nháo ra chuyện nhi làm sao bây giờ. Tuy nói cũng không phải không thể áp tin tức là được, nhưng là không quá thỏa đáng đi. Không sao, nàng có chừng mực. Hạ hủ không đi quản, nếu như Tần Tuyệt nói so với phát tiếp càng muốn tự chế, vậy hắn liền tin tưởng nàng. Tần Tuyệt ôm đem kiểu dáng Âu Tây Giao Thái đi ra, thân đau rộng, lưỡi đau vì hình cung, nàng ở tận thế bên trong khảo nghiệm qua, cắt thịt rất thuận tay, mặc dù biến dị lợn rừng loại này da dày thịt béo không phương tiện đối phó, nhưng các nhân hòa zombie là không có vấn đề, thị giác hiệu quả còn rất thoải mái. Thực cảnh hơn là thuê dân trạch, đồ làm bếp đều là mới, sáng loáng rõ ràng nói sáng, phản xạ hàng quan ngoài phận sự dọa người. Tần tuyệt bước đi tới, thang đình lông tơ dựng ngược, lui về phía sau nửa bước. Không sao. Hạ hữu hỏi. Không sao. Tần tuyệt đáp. Trong chốc lát Lê Nhã mở cửa sau khi đi vào, ngươi trực tiếp đè lại bờ vai của nàng, đặt tại trên tường. Hạ hủ bắt đầu dẫn bọn hắn hai cái tìm tẩu vị, vị trí này. Lê Nhã ngươi bị người bắt được bả vai, tay kia ở kinh hoảng dưới lên trên phóng, đối, nhấc tay đầu hàng tư thế, thân thể nghiêng một chút, tần tuyệt ngươi đứng ở nơi này. Nếu như nói tưởng thư minh là ở chiếu sáng thượng có chỗ độc đáo, kia hạ hủ chính là mặt chữ trên ý nghĩa toàn tài ở giữa hơi thiên kết cấu, cơ hồ đóng lại nhưng lại chảy ra khe hở cửa, ngoài cửa là mờ nhạt hành lang đèn, trong môn là âm u cũng không về phần thấy không rõ thảm lục sắc, nữ thành phần tri thức màu nhạt áo khoác cùng tất da chân đen, mặt sâm hắc y quần đen cùng lề sách tráo, màu sắc đối lập tươi sáng rõ nét lại không đột ngột, mờ nhạt cùng thảm lục hai nơi chủ nguồn sáng dưới, quỷ dị cùng kinh hải trong nháy mắt đập vào mặt. Ngươi có thể xông nhiều nhanh. Hạ hữu hỏi cầm lấy đao khoa tay múa chân tần tuyệt nhanh nhất có thể đem nàng đổi tường bên trong hạ hữu dừng một chút cũng là không cần tần tuyệt a à. Mặt sâm là cái người bình thường thậm chí khí lực không bằng người bình thường hạ hữu nghiêm túc nhắc nhở phải nhanh nhưng là là người bình thường nhanh là thân thể cũng không khỏe mạnh thập phần gầy yếu người bình thường nhanh cụ thể độ chính người nắm chắc lê nhã mở cửa Tần Tuyệt xông tới đè lại bả vai, cử đao, lúc này đằng sau cửa trực tiếp đóng lại, đao gác ở trên cổ, nói lời kịch. Hạ hủ cùng bên ngoài phụ trách đẩy cửa như ý một lần quá trình. Minh Bạch Tần Tuyệt ở bên trong mấy người đều gật đầu. Tốt, chuẩn bị đi. Hạ hủ đi trở về camera vị trí. Tần Tuyệt cầm đao tay rất nhỏ mà run rẩy, nàng hít một hơi thật dài khí. A, à, muốn giết người cái này hình đao nàng dùng đến rất thuận tay. Nhất khi đói bụng còn gọt qua chính mình, thịt người thứ thân mùi vị không tệ. Nghĩ đi nghĩ lại, kia cổ mùi máu tươi dường như phiêu ở chóp mũi, tầng tuyệt liếm liếm môi. Ngay sau đó, thuộc về đạo đức cảm kia bộ phận liền dâng lên, giết chóc muốn cùng điểm mấu chốt trong người lẫn nhau xé rách, vừa vặn kiến tạo ra bực bội lại ngoan lệ cảm xúc. Bắt đầu. Hạ hữu vừa mới nói xong, chìa khóa tiếng mở cửa truyền đến màn ảnh ở trong, độc thân nhà trọ cửa bị nữ thành phần tri thức mở ra, cơ hồ ở trong nháy mắt, một cái toàn thân sâu và đen cầm đao người đột nhiên vọt vào. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 87 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 87 Cơn mưa ban ngày bốn, tốt, có thể. Hạ hủ lên tiếng trong nháy mắt, tần tuyệt trở tay thu đao, ngón cái chống đỡ chui đau, lưỡi đao dán chặt ống tay áo, đồng thời vội vàng lui ra phía sau hai bước, kéo ra khoảng cách. Một tay còn cao dơ lê một nhã tử run run rẩy rẩy mà đem tay thu hồi, gục đầu xuống, hai tay ở trước ngực khi thì giữ chặt khi thì nhẹ nhàng chà sát động. Hù đến. Tần tuyệt lời nói biểu lộ ân cần ý tứ, giọng điệu lại không hề gợn sóng. Lê một nhã tử khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng lộ ra cái nụ cười mặc dù có bị sợ đến nhưng là tần tiên sinh kỹ thuật diễn thật sự rất lợi hại đâu nàng vẫn còn phát run hít vào khí nhỏ giọng dùng nghe ngữ nói sợ hãi liền sợ hãi loại thời gian này không cần nghĩ tán dương đi tần tuyệt cúi đầu ở khắc cánh tay tay áo thượng lau đao giọng điệu có chút không kiên nhẫn phiền toái nữ nhân nàng nói thầm một câu cho đồng dạng hiểu nghe ngữ thang đình nghe được đầu đầy dấu chấm hỏi trong đầu tự động xuất hiện một cái biểu cảm bao. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân, Diệp gờ sau đó nhìn nhìn tần tuyệt lấy đao nhận ở ống tay áo thượng nhiều lần mặc sạch động tác, cái kia thành thạo thuần thục kình nhi, hít hà. Ngươi lợi hại, ngươi nói đều đối. Thang đình bất động thanh sắc mà lại lần nữa lui xa. Quay chụp đình chỉ sau, vừa rồi kia trong nháy mắt tăng vọt thi ngược cảm dần dần chiếm cứ thượng phong, tần tuyệt sách một tiếng, mi tâm thái dương mơ hồ làm đau chỗ này thực cảnh dân trạch huyền quang rất chật, cũng liền hai người song song rộng như vậy. Lê Một Nhã Tử ở phía đối diện, tầng tuyệt phía sau lưng thiếp tường, vẫn cảm giác được khoảng cách thân cận quá. Phiền. Muốn gặp máu, muốn giết người. Tần tuyệt dùng sức hít thở hai lần, con mắt tận lực rủ xuống không nhìn tới người. Nơi này quá chật, không chỉ huyền quang, phòng khách cùng nửa mở phóng trong phòng bếp đều gạt ra nhíp lục đẹp ba tổ người, nói chuyện với nhau âm thanh, hô hấp động tĩnh, thậm chí không cùng người trên người nhàn nhạt mùi thuốc lá cùng mùi nước hoa, đều bị nhạy bén cảm quan lục vào đại não. Tần tuyệt bản năng căng thẳng thân thể, phía sau lưng hơi cong, gót chân hướng cửa phòng, lưỡi đao kề sát ở tay áo sau, ngón tay chậm rãi chuyển động chui đao. Bình tĩnh một chút. Nàng ở trong đầu đối với chính mình nói. Hiện tại không cần giết người, nghĩ gì thế? Những người này sẽ không đột nhiên vây quanh, trên người không có mang theo bất kỳ vũ khí nào, cảm xúc trung không có ác ý, chỉ là tồn tại ở nơi đây mà thôi. Tần Tuyệt không ngừng mà tái diễn, gân xanh trên cánh tay mơ hồ tóe khởi. Tới, tới đây. Hạ Hủ gọi người. Tần Tuyệt nhắm lại mắt, lệnh trong đôi mắt kia mạc huyết sắc rút đi, đứng dậy cùng Lê Một Nhã Tử đi vào diễn khu. Kế tiếp này tràn diễn muốn chụp cái gì, nàng cùng Lê Một Nhã Tử đều rõ ràng. Tần Tuyệt Thanh đao thả lại phòng bếp, vừa đi trở về biên cởi áo khoác. Đồng dạng thoát khỏi áo khoác lê một nhã tử ghé vào ghế sofa bên cạnh trên mặt đất, hạ hũ ở nàng bên cạnh so với màn ảnh vị trí. Thanh tràng. Tần tuyệt nhìn xem lê một nhã tử trên sàn nhà hoạt động bóng lưng, đột nhiên lên tiếng. Lời này là nhìn về phía thang đình nói, thái độ cùng giọng điệu không tính khách khí. Nhưng chung quanh đoàn đội đều biết tần tuyệt là đắm chìm thức diễn dịch, dù cho lòng có phê bình kín đáo cũng sẽ không tại ngoài sáng thượng nói ra. Thang Đình tiếp xúc đến ánh mắt của nàng, cảm thấy xót xa. Hung tàn như vậy người thật là một cái nữ hài sao, nói ra ai mà tin a? À. Hắn hàm răng cây mũi, phản ứng ngược lại là rất nhanh, chỉ huy người có cũng như không viên rời sân. Hạ hủ không có gì động tác, như không biết tựa như tiếp tục cho Lê Một Nhã Tử giảng diễn, thái độ bản thân chính là loại ngầm đồng ý dân cư là nghe tỉnh thông thường một người nhà trọ địa phương không lớn tiến vào đoàn đội đã có thể quy tắc tóm tắt giảng lê một nhã tử cùng tần tuyệt cũng đều không có gì trợ lý không chiếm địa phương lúc này thang đình mang theo mấy cái hiện tại không dùng được người rời đi lập tức không gian càng thêm rộng rãi cảm giác khoan khoái dễ chịu rất nhiều vì cam đoan diễn viên việt riêng tư cũng vì không ảnh hưởng bọn họ quay chụp cảm xúc đại chừng mực diễn khi thanh tràng làm việc bên trong là quy định bất thành văn chỉ là rất nhiều kịch tổ xem người gấp món, nếu là diễn viên không nổi tiếng hoặc không bối cảnh, khi người ở chỗ này sẽ không để ý cọ một cọ may mắn được thấy, thậm chí đạo diễn cùng thợ trang điểm đều thừa cơ động thủ động cước, lấy giảng diễn hoặc điều chỉnh ăn mặc danh nghĩa ăn bớt. Bị quấy rối diễn viên vô luận nam nữ, đều không phương tiện ngăn cản hoặc lên tiếng. Một khi biểu lộ ra kháng cự, đối diện cũng chỉ sẽ kinh ngạc mà tỏ vẻ đang làm chính sự, người nghĩ nhiều rồi gặp gỡ nhân phẩm cùng tính khí đều không được tốt lắm, còn sẽ tại chỗ mở mắng nói người tâm tư bất chính, ảnh hưởng quay chụp không nói còn động một chút lại vu oan người khác. canh một cấp sẽ trả đũa, lời nói chính đáng mà giáo dục diễn viên không muốn mượn cơ hội câu dẫn, cũng mượn cái này cớ tại chỗ đổi người, gọi kế tiếp hậu tuyển diễn viên, đem cái này không hiểu chuyện đuổi ra kịch tổ. Không chỉ như vậy, những người khác còn sẽ điên lưu truyền nói, người trong cuộc càng là ủy khuất dây dưa bọn hắn càng có thể đem thanh danh của ngươi bôi đen đến mẹ ruột đều ghét bỏ được không cho vào gia môn dù sao một chuyến này cạnh tranh kịch liệt có thể nhiều cho rơi đài một cái chính mình có thể nhiều một phần cơ hội thường xuyên qua lại vì kiếm mấy ngụm tiền cơm cùng không đắc tội người bị chiếm tiện nghi diễn viên chỉ có thể xấu hổ cười phụ họa mặc dù hạ hữu mang đoàn đội bên trong không ai dám đem cái này tâm tư biểu lộ ra nguyên một đám trên mặt đứng đắn rất nhưng tần tuyệt đối người ác ý cùng hạ lưu tâm tư tương đối nhạy bén, liếc nhìn lại cái đó mấy người có dâm quế chi tâm toàn năng nhìn ra được. Bọn hắn mượn điều chỉnh cơ vị cùng bố cảnh cơ hội ánh mắt ở lê một nhã tử đường công mỹ lệ mông eo chân mấy chỗ lưu luyến, còn một bộ thưởng thức bộ dáng, nhìn xem buồn nôn. Vốn là bởi vì khắc chế giết chóc muốn mà bực bội tâm tình lúc này càng sâu, thậm chí dẫn xuất như có như không buồn nôn cảm. Tần tuyệt. Hạ hủ gọi nàng. Tần Tuyệt trầm mặt mà đi tới, chờ đạo diễn an bài. Quần áo ngươi tới xé đi. Hạ Hủ nói. Tần Tuyệt hít và một hơi, nhẹ gật gật đầu. Này tràn diễn là mạc sâm theo đuôi nữ thành phần tri thức đến kia trong nhà, cầm đao uy hiếp cũng cường bạo tiết mục. Hạ Hủ nói một chút động tác quá trình, liền đi tới cái khác gian phòng xem máy giám thị. Cái này phòng không lớn, lại muốn chụp đặc tả, nếu là người đều chen lớn đang diễn khu phụ cận, sẽ ảnh hưởng thu âm. Tần Tuyệt ngồi sổng xuống, ngồi sổng lê một nhã tử bên người. Một đoạn này không tại kịch bản bên trong, cũng không cần quay chụp, nhất định phải dùng nghe so sánh chuyên nghiệp từ ngữ miêu tả lời nói, chính là nhập diễn điều kiện tiên quyết. Lấy một thí dụ, thông thường chính là chụp hôn kịch trước đó, nam nữ nhân vật chính bờ môi chính giữa sẽ có cái mềm cao su bóng, hai người đối mặt, ấp ủ cảm xúc, sau đó bóng té xuống, thuận thế nhận đến hôn kịch, đây là bầu không khí thượng nhập diễn điều kiện tiên quyết như Tần Tuyệt hiện tại làm loại này chính là đạo cụ trang phục thượng nhập diễn điều kiện tiên quyết điện ảnh dành giật từng giây sẽ không cho lượng lớn lột y phục thời gian cho nên các phân kính khi trực tiếp liền biến thành nữ thành phần tri thức áo bị lột bỏ lộ ra đồ lót hạ hữu làm Tần Tuyệt động thủ cũng là vì làm xé rách hiệu quả càng chân thực quay chụp khi tương đối khá tiếp chỉ có điều lão gia tử là đối tần tuyệt giới tính lòng dạ biết rõ mới làm an bài như vậy, nếu như không chỉ ý giải thích một chút, có thể còn sẽ bị người cho rằng đạo diễn ở quay chụp trong lúc ngầm đồng ý nam chính diễn quấy rối tình dục nữ phụ giác. Bất quá, quay chụp chỉnh thể bày biện ra hiệu quả trọng yếu nhất, bất luận là hạ hữu vẫn là tần tuyệt đều không để ý này đó thêm vào bám vào vật. Về phần lê một nhã tử, tần tuyệt không cần dặn dò, xâm nhiễm cũng nhất định sẽ ở trên mạng lưu ý nếu là liên lụy đến nàng danh dự, trước tiên sẽ xử lý. Xin lỗi. Tần tuyệt thấp giọng dùng nghe ngữ nói câu, lê một nhã tử nho nhỏ thanh trở về câu, không quan hệ. Dừng một chút, tần tuyệt đột nhiên trở mình cưỡi ở trên người nàng, thò tay dắt lấy áo sơ mi của nàng cổ áo, thô bạo mà lại không có kết cấu gì về phía sau lôi kéo. Lê một nhã tử mặt chôn ở phía dưới, như trên thất cá, không chút nào phản kháng, mặc kệ xâm lược đinh đinh đang đang, nút thắt rơi lả tả trên đất, đơn bạc nữ sĩ áo sơ mi rộng mở, lộ ra đồ lót cùng trắng nõn trên thân. Tần Tuyệt lập tức thu tay lại, dời ánh mắt, thối lui đến một bên. chờ ở một bên nữ đạo cụ sư lập tức xông lên, phân biệt cho lê một nhã tử miệng cùng tay dán lên rộng băng dáng ưm ừ, ưm, ừ, hai tay bị trói buộc ở sau thắt lưng lê một nhã tử y theo hạ hữu phân phó mình ở trên mặt đất cọ động vài cái nguyên bản tinh xảo kiểu tóc lập tức lộn xộn, vài tóc lộn xộn tán lạc tại mặt bên cạnh, tạc khởi rất nhiều toái phát, nhìn qua chật vật vừa đáng thương. Cơ vị chuẩn bị Trận này là đặc tả cùng gần cảnh đều muốn chụp, đặc tả hai cái cơ vị, từ huyền quan chỗ quay chụp gần cảnh một cái cơ vị, đổi mà nói, tầng tuyệt ít nhất phải diễn hai lần. Nàng dần dần dâng lên buồn nôn cảm. Lê Một Nhã Tử vẫn còn ấp ủ cảm xúc, miệng nàng ba bị băng dán gắt gao phong bế, dù thế nào cố gắng cũng chỉ có thể phát ra ưng ưng âm thanh. Nàng chính diện hướng xuống ngã trên mặt đất, chẳng được bao lâu, nước mắt liền chảy ra, miệng vô pháp lên tiếng, chỉ có run rẩy hô hấp cùng trong mũi thống khổ hừ kêu. Tần tuyệt ở bên đứng, mắt nhìn xuống nàng, trước mắt không ngừng hiện lên bất đồng hình ảnh. Trong chốc lát là tận thế bên trong tận mắt nhìn thấy nhỏ yếu nữ tính bị cưỡng gian thi bạo, trong chốc lát là bị dắt cổ áo kéo đi nhà vệ sinh công cộng chính mình, trong chốc lát là mặt sâm nhân vật tiểu truyện cùng tính cách phân tích. Nàng rủ xuống tại bên người tay yên lặng siết thành quyền. Lê một nhã tử khóc vài phút, trang điểm nhẹ nhàng đã bị nước mắt cùng nước mũi sống thành một đoàn. Miệng bị dính chặt, hay bởi vì rơi lệ sinh ra nước mũi, vì không hít thở không thông, nàng chỉ có thể lựa chọn không phát ra thanh âm rất lớn, yên lặng nức nở. Tần tuyệt rất nhanh nắm đấm một chút buông ra, ngón tay căng căng thư giãn, khí chất rõ ràng càng thêm ủ dột. Diễn viên vào chỗ, các bộ phận chuẩn bị, hạ hũ âm thanh không ngừng vang lên, tần tuyệt từ phía sau lưng cưỡi ở lê một nhã tử trên người, một đài bị người khiên đặt tả camera ngay ở hai người bọn họ nửa mét vị trí, tất cả mọi người đang đợi đợi chỉ lệnh. Bắt đầu. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 88 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 88 Cơn mưa ba ngày năm thai kỳ thị Mổ trấn Một chỗ một người trong căn hộ Trong phòng đèn áp tường tản ra màu vàng ấm quang Nữ nhân mang theo khóc nước nở hút nước mũi âm thanh mơ hồ truyền đến Cửi ở thành phần tri thức trên người mặt sâm bực bội mà gầm nhẹ một tiếng Một tay viện qua nàng thon gầy bả vai Đem người từ mặt sau lật đến chính diện vô danh nữ nhân chặt chẽ nhắm mắt lại, ngoài miệng dán một tầng dày đặt băng dán, ở đèn áp tường dưới phản xạ mờ nhạt trầm ám quan. Nàng áo sơ mi mở rộng, đồ lót bị một tay nắm lấy, dùng sức xé rách. Ưm, ừ, muốn hại lộ ra nháy mắt, nữ nhân vô ý thức mà phát ra tuyệt vọng gào thét. Mặt sâm chợt dơ lên nắm đấm, cánh tay kéo đến rất xa, có thể dự đoán đạt được rơi xuống là như thế nào đau đớn. Nữ nhân đè nén khóc âm ở trong sự sợ hãi im bặt mà dừng không qua vài giây, lại ở hít thở không thông dưới không thể không hút khởi cái mũi, khóc nức nở lên. Mạc sâm buông nắm đấm, thò tay đi kéo nàng váy dài. Nữ nhân phí công mà hoạt động, hai chân hạp chặt, trong mũi liên tiếp truyền đến kịch liệt hừ kêu. Chớ lộn xộn A, mạc sâm biên so sánh sức lực biên không kiên nhẫn mà thấp hô. Hắn ở nàng dãy dụa trung hai tay kéo xuống quần lót, từ bắp đùi kéo đến lòng bàn chân, chợt co lại. Dính dính tại trên quần lót mang theo vết máu băng vệ sinh lộ ra. Mặt sâm miệng mở rộng, ánh mắt hướng phía dưới ném đi. Nữ nhân hơn phân nửa khuôn mặt tất cả đều vùi lấp ở mất trật tự sợi tóc trung, đồ lót bị kéo tới bảy tám phần, yếu ớt mà run rẩy, khóc. Mặt sâm thu hồi ánh mắt, nhìn hai mắt trong tay băng vệ sinh, bốc mà đem nó ném tới một bên. Mặt mũi tràn đầy mất hứng. Thẻ. Tần tuyệt nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy trước kia ném ở trên ghế salon trường áo khoác, đem lê một nhã tử che được cực kỳ chặt chẽ. Nàng thất tha thất thểu mà hướng bên cạnh lui, sắc mặt trắng bệch. Thi bạo người. Ngươi là thi bạo người. Trước mắt trời đất quay cuồng, tự hồ mỗi một trương ở tận thế bên trong chết thảm dưới tay nàng mặt đều phía sau tiếp trước mà lại gần trước mặt nàng tới. Xem a, à, ngươi là người xấu. Thi bạo người, làm hại người, khi, là ác nhân đâu, là rõ đầu rõ đuôi cạn bã A, tầng tuyệt, loãng xoảng một tiếng phía sau lưng đâm vào khung cửa sổ, một tay nhéo lại cổ họng bộ vị. Tiểu tầng Hạ Hữu vẫn còn căn phòng cách vách kiểm tra hiệu quả, trong tràng chỉ có quay phim sư lên tiếng kinh hô. Không Chuyện Tần tuyệt bởi vì dùng sức nheo lại một con mắt, như là bị cắt đứt khí quản tựa như bài trừ đi ra hai tiếng khí âm, trên cổ tay càng thêm dùng sức, nhanh chóng xuất hiện một vòng dấu tay cùng vết ứ động. Quay phim sư còn khiên thiết bị, bị nàng này bức điên cùng tự làm khổ trạng thái hù đến, lo lắng lại bối rối. Bước chân nghĩ muốn tiến lên, lại bị tần tuyệt ánh mắt hung ác trực tiếp bước lui tại nguyên chỗ. Vài phút đi qua, cuối cùng ở mảnh liệt hít thở không thông sau, cái này cổ nóng nảy giết chóc muốn bị tần tuyệt chính mình sống sờ sờ tiếp được. Tiêu pha mở trong nháy mắt, nàng cả người dán cửa sổ trượt xuống đi, trùng trùng điệp điệp ngồi dưới đất. Làm sao vậy? Hạ Hữu vội vàng đi tới, giọng điệu hiếm thấy mà có chút bối rối. Tần Tuyệt nghe vậy, cố gắng trừng lên mí mắt. Vấn đề không lớn. Nàng mệt mỏi thở phì phò, mặt cùng cái cổ đều là mồ hôi, âm thanh ách được dường như giấy ráp ma sát. Dần dần từ nhân vật cảm xúc trung rút ra lê một nhã tử ngồi dậy, ôm áo khoác ngơ ngác nhìn, không biết nên tiến lên vẫn là như thế nào. Ngươi vừa rồi xảy ra chuyện gì? hạ hủ vậy mới không tin tần tuyệt chuyện ma quỷ, âm thanh chìm xuống. Tần tuyệt khàn giọng mà cười hai tiếng, nghe rất giống phim kịnh dị âm thanh. Nàng dơ lên cái kia bởi vì dùng sức mà hổ khẩu nhẹ xé rách tay, như không lâu dơ đạo cụ đao như vậy cho lão gia tử xem. Vật này cảm thấy, tần tuyệt biến bàn tay vì đơn chỉ, đầu ngón tay hướng chính mình, cái đồ vật này rất buồn nôn, liền động thủ. Hạ hủ lông mi vặn cùng một chỗ, xem nàng. Tần Tuyệt không lại nói tiếp, vẫn dựa vào tường thở. Ý của nàng đã rất rõ ràng. Là bản thân tinh thần trọng nghĩa cùng đạo đức cảm đối vừa rồi phần diễn sinh ra kháng cự, nghĩ muốn trừng phạt, mạc sâm, cũng chính là trừng phạt chính mình. Tự như năm đó tự sát xếp tơ giống nhau. Hắn nhập diễn đến vô pháp từ nhân vật thoát ly, đánh trong đáy lòng cho là hắn thật sự giết người, vì vậy cả ngày bị ấy nấy cùng hối hận bao phủ, cuối cùng chấm dứt tánh mạng của mình diễn viên có thể không bị nội dung cốt truyện trái phải lo liệu tinh thần trọng nghĩa cùng đạo đức điểm mấu chốt đây là chuyện tốt nhưng đối với phi chính quy chỉ có thể xuyên vào thức diễn kịch tần tuyệt mà nói có phải hay không chuyện tốt còn chưa biết được hạ hữu suy nghĩ ở trong thời gian ngắn trầm trọng mà dạo qua một vòng cuối cùng hóa thành một hơi nặng nề than ra đều là diễn kịch đừng coi là thật hắn ấm giọng nói đã chụp xong mau trở về nghỉ ngơi đi tần tuyệt mệt mỏi gật gật đầu thần sắc mệt mỏi phản xạ cung cũng trở nên rất dài sau nửa ngày nàng mới trầm thấp cười nhạo thanh hiện tại cái này tâm tính không sai mạc sâm ở lần lượt kéo thấp đạo đức của mình điểm mấu chốt khi chẳng lẽ sẽ không cảm giác mình buồn nôn nhất định sẽ bất luận cái gì trong lòng còn có lương thiện người đang làm ra những sự tình này khi lương tâm đều trước một bước làm ra nhất chuẩn xác phản hồi khả năng phản hồi ở trên sinh lý, cũng có thể có thể phản hồi ở trên tinh thần. Tần tuyệt chậm quá mà sờ tường đứng lên, từ trên bàn trả lời ghi chép bản kéo xuống một trương, ghi chép cảm xúc trạng thái. Nằm ở đó viết chữ khi tay vẫn còn rung, chữ siêu siêu vẹo vẹo, như xuất từ được tinh thần bệnh tật người tay. Hạ hủ quét nàng liếc một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. Đoạn này quay chụp thuận lợi chấm dứt, một đoàn người đi xuống lầu quần áo sửa sang tốt lắm lê một nhã tử nâng tần tuyệt đồ hóa trang áo khoác hai người dừng ở bảo mẫu trước xe một cao một thấp đối mặt tần tiên sinh lê một nhã tử đem áo khoác về phía trước đưa đệ chân thành nói ta biết là đang diễn trò nàng nói ngươi không có sai ta không ghét ngươi tần tuyệt yên lặng nhìn xem nàng đáng sợ chỉ là mặt sâm mà thôi tần tiên sinh bản thân là phi thường dịu dàng người cho nên nếu như là thật sự đâu. Tần Tuyệt đánh đoạn lời của nàng. Ôi chao! Lê Mộc Nhã tử sửng sốt. Ta nói, nếu như là thật sự đâu. Tần Tuyệt nhìn xem nàng có chút bối rối con mắt lập lại, ta dùng đao buộc ngươi, đánh ngươi, xâm phạm ngươi, ngươi sẽ hận ta sao? Ta! Lê Mộc Nhã tử há hốc mồm, không có thể nói ra lời nói tới. Nhưng trầm mặt đã đủ để nói rõ vấn đề tần tuyệt nặng nề mà hừ ra khẩu khí thật có lỗi nàng chuyên phóng mềm âm thanh đừng để ý tới sẽ ta vừa mới nói hoàn toàn phát bệnh mà thôi ở lê một nhã tử nghĩ muốn mở miệng lên tiếng trước đó tần tuyệt còn nói nếu quả thật đã xảy ra nhất định phải hận ta bởi vì người xấu là ta phạm tội người là ta cần bị pháp luật chế tài cũng là ta nàng đem lê một nhã tử trong ngực áo khoác nhận lấy khát cánh tay vỗ nhẹ nhẹ đầu của nàng. Nhớ kỹ, người bị hại vĩnh viễn không có sai. Tần tuyệt ánh mắt kiên định mà nhu hòa, âm thanh tuy nhẹ, nhỏ, lại chữ chữ rõ ràng. Đối với chính mình căm hận là người vô tội tự mình tra tấn. Nàng ôm nhu nói, sớm chút hòa giải lời nói, sẽ thoải mái rất nhiều. Nước mắt dần dần chứa đầy ở lê một nhã tử trong ánh mắt. Nàng bụng lấy dưới nửa gương mặt, dùng sức gật đầu không có thể ở nhất cần thời khắc lấy ra đầy đủ tiền tới cứu trị mẹ, không phải ngươi sai. Không muốn chán ghét chính mình. Như vậy hẹn gặp lại. Tần Tuyệt quay người không lưng lên xe. Tần Tiên Sinh. Ô tô khởi động trước một giây, Lê Một Nhã Tử vội vàng mở miệng. Tần Tuyệt quay cửa xe xuống, nhìn lại tới đây. Đèn đường đen tối quan ở nữ hài quanh thân đánh lên một tầng nhàn nhạt hình dáng, trong buổi tối nàng lộ ra phản phất sáng sớm từ cánh hoa lăn xuống sương sớm như thanh tịnh nụ cười. Tần tiên sinh, ta thích ngươi. Lê một nhã tử đuôi lông mày khóe mắt công ra mềm mại độ công, thanh âm ôn hòa nhu hòa. Tần tuyệt sững sờ. Ngươi biết ta, ta biết rõ. Quay phim khi thân thể tiếp xúc, tần tuyệt cố ý làm lê một nhã tử phát hiện giới tính của nàng. Đã được biết đến chuyện này, nếu như nàng tàn lưu lại bị thi bạo bóng ma tâm lý, bởi như vậy có lẽ còn có thể giảm bớt một ít cũng dễ chịu một ít bất quá nếu như đã biết như thế nào còn tần tuyệt trong mắt có chút nghi hoặc ngoài miệng vẫn là lặp lại ta có người yêu ta biết rõ lê một nhã tử vẫn là nhẹ nhàng cười này không xung đột a à. ta chỉ là tưởng tùy hứng mà làm ngươi biết rõ chuyện này mà thôi nàng mang theo ý cười nói xong câu đó nhẹ nhàng cúi đầu coi như là ta ở nơi đây dùng bốt đồng thổ lộ tới bức hiếp ngài cũng tốt, nếu có cần ta địa phương, mời theo khi gọi ta đi. Một chuỗi dài nghe ngữ kính ngữ, ngữ điệu thích hợp vừa vặn, giọng điệu nhu hòa chắc chắc. Tần tuyệt thở dài, ngươi cái tên này. Ta đã biết, sẽ liên hệ ngươi. Cái này quen thuộc thái độ cùng lời nói. Đều trọng sinh một lần, tiểu cô nương như thế nào vẫn là như vậy dính người tần tuyệt bất đắc dĩ nhìn thoáng qua đứng ở tại chỗ nụ cười sáng lạng lê một nhã tử không kiên nhẫn nói mau trở về làm chuyện đứng đắn đi đừng tại đây ăn đói mặc trách lãng phí thời gian là lê một nhã tử ngọt ngào cười cười quay người rời đi rồi tần tuyệt thật dài thở vào một hơi quay đầu trở lại tới nằm liệt ở bảo mẫu trong xe cái gì a à? nàng loại người này ngoại trừ nhà nàng cẩu tử cùng thất quân sư bên ngoài Mới sẽ không bị bao dung a à. Bạn thích bộ truyện này Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 89 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 89 Bị quan tâm trở lại khách sạn trên đường Tần tuyệt bởi vì lê một nhã tử mà hơi có hòa hoãn tâm tình lại lần nữa chậm rãi trở nên trầm trọng Xuống xe, nàng vô ý thức đi sờ trong túi áo khói, thuốc, tay tại nửa đường dừng dừng chuyển hướng trương minh trong bọc lấy ra một hộp poki mấy ngày nay cây thuốc lá thu hút có chút quá lượng cẩn thận ngẫm lại khó không có lấy ngoại vật đến từ bạo không có chí tiến thủ ý tứ tần tuyệt cắn poki trở lại gian phòng đổi chút đồ hóa trang tắm rửa một cái vừa thổi xong tóc liền truyền đến có tiết tấu tiếng đập cửa từng mặc y phục hàng ngày tần tuyệt đứng dậy mở cửa là trương minh Hạ Hữu Điện ảnh nhà làm phim Phương là người trong nhà, tên là Văn Cùng Giải Trí, sinh hoạt nhà làm phim đối với nàng lão gia này tử khâm định diễn viên chính thái độ rất tốt, trợ lý Trương Minh Giang Phòng đều là nhà làm phim một mình ôm lấy mọi việc, ngay ở tầng tuyệt cách vách. Làm sao vậy? Ca, ngươi còn không ăn cái gì đâu. Trương Minh cười cười, ta điểm cơm hộp. Dứt lời dơ nhất tay bên trong cái túi. Thời gian gây khó dễ rất chuẩn. Tần Tuyệt từ chối cho ý kiến mà tránh ra. Vào đi. Khách sạn là nhà trọ thức, có cái phòng bếp nhỏ, còn có có thể gấp bàn ăn, Tần Tuyệt ba đến hai lần xuống mở ra, Trương Minh vừa vặn đem bữa ăn khuya lấy ra, theo thứ tự dọn xong. "Tần ca, ngài lười một chút cũng được a." À, Trương Minh liền cười, người ta trợ lý sự tình đều có thể nhiều, mọi thứ xử lý, chúng ta nơi đây còn phải nghệ nhân tự mình tách ra cái bàn. "Liền ngươi kia kình nhi?" còn không bằng ta tới cũng nhanh tần tuyệt nở nụ cười một tiếng cũng không phải phế vật như thế nào không thể chính mình động thủ đạo lý là như vậy cái đạo lý sao trương minh cười hì hì đem xì dầu cùng mù tạc điều tốt đem không hủy đi phong chiếc đũa đưa cho nàng ca ta là tới chiếu cố ngài không phải ăn cơm trắng mệt mỏi liền nhiều nghỉ ngơi một chút đi còn có ta ở chỗ này đâu cái rắm đại điểm hài tử nói với ta cái này tần tuyệt suy nói ai nha trương minh không hề vui cười chân thành nói tần ca ngươi rất thích chiếu cố người mặc dù tuổi của ta là không lớn nhưng phần này công tác nếu như tiếp vậy ta liền là ngươi công nhân công nhân chỉ nhìn có thể hay không làm việc có thể hay không làm tốt chuyện ngài đừng làm giống như tiếp tế tiểu hài tử tựa như tần tuyệt cầm chiếc đũa can thiệp hai cái tương liêu lẳng lặng nhìn hắn vài giây xác thực nàng rủ xuống mắt thở dài ta là không phải quá quan tâm trương minh do dự dưới thành thật gật đầu ta cảm giác đi quan tâm được thậm chí có điểm cưng chiều ai cũng không phải chính là hắn không nghĩ ra được từ gãi gãi đầu đã biết tần tuyệt bất đắc dĩ lắc đầu cười cười không có biện pháp cũng không có mấy lần quyết định chuyển biến tâm tính thói quen vẫn là khắc vào thực chất bên trong gặp được thang đình hạ hữu như vậy lớn tuổi chút khá tốt nhưng như lê một nhã tử trương minh thậm chí hà sướng cùng cao một long những người này nàng vẫn là vô ý thức mà hay dùng trưởng bối ánh mắt đi đối đãi ca ta cảm thấy được trương minh nghĩ nửa ngày mới nói ta cảm thấy được ngươi thật giống như đặc biệt am hiểu mang người đi liền cái loại này ách trời sinh người lãnh đạo nhưng là ngươi xem a à, nhiễm tỷ là người đại diện đúng không nhưng là nhiễm tỷ cũng sẽ không giống những công ty khác người đại diện giống nhau an bài cho ngươi công tác ở chúng ta nơi đây tầng ca ngươi chính là duy nhất lão bản chúng ta đều là làm công nhiều lắm thì cái phụ trợ giống như cũng không thể chân chính giúp đỡ ngươi cái gì trương minh muốn nói lại thôi liền ai nha ca ngươi có phải hay không đối với chính mình yêu cầu quá cao vẫn luôn kéo căng nhìn xem thật mệt mỏi tầng tuyệt biên nhai lấy đồ vật Điên dùng một loại ý vị thâm trường ánh mắt nhìn xem hắn nhìn đến trương minh trong lòng sợ hãi cũng đúng vậy a à, trợ lý nói lời này có phải hay không quá đem mình làm hồi chuyện người không lớn lời nói ngược lại là rất biết nói tần tuyệt ngắn ngủi mà cười thanh được ta biết rõ ý của ngươi ngươi là muốn nói đề nghị ta nhiều ý lại điểm bên người người đừng luôn chính mình khiêng có phải hay không ai đúng 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 trương minh liên tục gật đầu khi ngươi quay đầu lại niệm cái sách đi tần tuyệt nói a à, trương minh há hốc mồm chuyên đơn giản như vậy một hai câu có thể nói xong còn bứt bứt cái nửa ngày ngươi biểu đạt năng lực không quá tốt tần tuyệt không chút khách khí trở về nhiều đọc sách đừng ngày nào đó dựa ngươi khi cho ta như xe bị tuột xích trương minh đáng thương mà nhìn nàng ca trát tâm học tập tư liệu tìm ngươi nhiễm tỷ. Tần Tuyệt nhấp một hớp canh, có hay không văn bằng không sao cả, một trang giấy mà thôi, chân chính đã học được cái gì còn phải chính ngươi trong lòng rõ ràng. Trương Minh biểu cảm thống khổ, nhưng thập phần nghiêm túc gật gật đầu. Hắn biết mình đi theo Tần Tuyệt tương lai nhất định có thể làm ra đại sự tới, những ngày này cùng Hà Sướng phụ tá của bọn hắn đều có thêm lưu, học được không ít trong vòng tri thức. Điều này cũng được cảm tạ Tần Tuyệt, nhà của chính mình nghệ nhân có thực lực sẽ làm chuyện còn bị hạ hữu loại này cấp bậc đạo diễn coi trọng, trương minh điểm này cấp thấp vấn đề dĩ nhiên là sẽ không bị người không để vào mắt, ngược lại là nguyên một đám lấy ra tiền bối bộ dạng kiên nhẫn dạy hắn, thượng vội vàng kết trái thiện duyên. Bất quá, cũng không cần không tin rằng. Tần tuyệt nuốt xuống một miệng bữa ăn khuya, cười nói. Coi như ngươi là làm công, lão bản cùng công nhân gian cũng có mài dũa, mấu chốt không phải làm được thật tốt, mà là làm được phù hợp nàng cũng đủ mạnh mẽ, có thể gánh chịu tuyệt đại đa số sự tình, đúng lúc cần Trương Minh một cái biết chuyện tiểu trợ lý làm chút biên cạnh góc giác cu ly làm. Trương Minh dùng sức đầu. Hắn lẽ loi trơ trọi mà dốc sức làm đã nhiều năm, điểm ấy tâm tính thượng điều chỉnh cũng trưởng thành sớm luyện. Ai, chờ một chút, tần ca, ngươi có phải hay không ở nói sang chuyện khác? Trương Minh đột nhiên tỉnh ngộ. Tần tuyệt kẹp thứ thân tay vi diệu mà dừng một chút bất động thanh sắc mà bỏ vào trám trong đĩa chấm trám, làm sao ngươi biết ta thích ăn cái này? Trương Minh ngẩn người. a, à, bởi vì tầng ca ngươi ăn vật gì đó khác đều rất nhanh, chỉ có sinh thực vật sẽ chậm một chút. Từng. Tần tuyệt gật đầu. Kỳ thật nàng ở đồ ăn thượng không có gì đặc biệt thích, có cái gì ăn cũng không tệ rồi, nào có tâm tư chọn chọn lựa lựa. Về phần sau khi trọng sinh vì cái gì tương đối thích ăn sinh, đại khái là có thể hoài niệm đến ngay lúc đó gian khổ hoàn cảnh đi. Ở cảm giác mình cùng đương kim cái đó và bình xã hội thập phần tan vỡ khi có khuynh hướng tìm kiếm quen thuộc hơn sự vật cũng là nhân chi thường tình. Thật giống như những cái kia bảy tám chục tuổi lão nhân cùng tuổi trẻ tôn tử tôn nữ lao việc nhà, không nói chuyện nhiệt truyền bá phim truyền hình, không trò chuyện kiểu dáng mới quần áo cùng điện thoại, chỉ có thể lật qua lật lại giảng bọn hắn đi qua câu chuyện giống nhau. Bởi vì đó mới là bọn hắn tự mình trải qua nhân sinh, là bọn hắn có thuộc về cảm địa phương. Tần Tuyệt nghĩ vậy chỗ, lộ ra một cái tự dễ nụ cười. Rất tốt, lòng tham nhỏ. Nàng khẳng định nói. Đặt ở trước kia, nếu có người phát hiện nàng ở ẩm thực cùng bắt đầu cuộc sống hàng ngày thường thói quen, kia Tần Tuyệt tất nhiên căng chặt lên, kịp thời tra người, hoặc dứt khoát đem người này thanh lý mất. Dù sao ở tận thế hoàn cảnh như vậy bên trong, để cho người khác lý giải được càng nhiều chính mình nguy cơ liền nhiều thượng một phần bất quá chính như trương minh theo như lời nhiều ỷ lại nhiều tín nhiệm một ít người bên cạnh cũng không có gì không tốt nàng cũng xác thực nên đối cái này hài hòa thời đại thoáng tháo phòng tần tuyệt bưng lên vị tăng canh súc miệng nuốt xuống nói ta mỗi ngày buổi tối sẽ rút thời gian rèn luyện kỹ thuật diễn cơ bản nghe không được ngoại giới âm thanh chớ quấy rầy ừm ừm Trương Minh gật đầu. Huấn luyện xong sau sẽ trực tiếp ngủ, sáng ngày thứ hai lời nói. Tần Tuyệt chép miệng tặc lưỡi, tính, nói như vậy phiền toái, làm ngươi nhiễm tỷ ập thượng nhiều hơn cái công năng. Trương Minh sững sờ. A, à, còn có thể như vậy. Đứng ở bên cạnh ta, đề nghị ngươi sớm muộn thích ứng công nghệ cao tiết tấu. Tần Tuyệt ác thú vị mà trêu chọc trêu chọc tiểu hài này, lấy điện thoại cầm tay ra gật, ừm, tốt rồi. A, à, A, à, Trương Minh đi theo lấy điện thoại cầm tay ra, ấn mập về sau liền trợn tròn mắt. Hắn tài khoản là trợ lý quyền hạn, bình thường dùng được nhiều nhất là tiền lương kết toán cùng chi phí chung báo sổ sách, trừ lần đó ra chính là lời ghi chép cùng nhật trình. Bên trong ghi chép đều là chút trong vòng nhỏ tri thức, ví dụ như cho sầm dịch tặng quà lời nói, không bằng tuyển con của hắn sầm khoan sẽ thích sớm dạy cơ các loại. Mà bây giờ, nghiêng bên cạnh lan trung nhiều hơn một cái in bản đầu sói đánh dấu điểm đi vào vừa nhìn, phía trên là thời đại ngày, tiếp theo là 24 giờ bề ngoài, tầng tuyệt bản tiểu nhân liền dừng ở 23 khi 16 phân, địa điểm mổ mổ khách sạn mổ mổ gian phòng, trạng thái là cái ăn cơm ô biểu tượng, chỉnh thể sắc điệu là lục sắc, tỏ vẻ nhàn rỗi. Thậm chí bên cạnh còn có một được chữ nhỏ đánh dấu 20 nhà hàng thứ thân xử lý, bị bản thân khen ngợi, đề nghị gia nhập menu. Cái này. Trương Minh trợn mắt chó ngốc từ tầng ca nói xong thêm cái công năng bốn chữ này sau mới quá rồi vài phút a à. nhiễm tỉ mạnh như vậy sao trương minh ngây ngốc mà ở trên màn hình trượt tới trượt đi thí nghiệm chức năng mới trước mắt hiện ra ngưu đầu nhân một tay giơ bia một tay điểm khen biểu cảm bao đây là thật ngưu bia a tần tuyệt cười cười cũng mặc kệ hắn thuận tay nhìn bác bình luận cùng tư tin. nhìn một chút nàng ý cười có chỗ thu liễm nhẹ nhàng thở hắt ra Tiểu Kính Tử ở tư trong thư phát thật dài một đoạn, chủ quan cùng vừa rồi Trương Minh theo như lời không kém bao nhiêu. Tần Tuyệt chống đỡ đầu não nghĩ nghĩ, dĩ vãng nói như vậy, chỉ có Thất quân sư sẽ cùng nàng nói. "Không, không phải, nói với nàng Trình Độ, hoàn toàn là không lưu tình chút nào mà mắng nàng." Rõ ràng vóc người tiên khí bồng bềnh, âm thanh êm tai giọng điệu cũng không nghiêm khắc, nhưng không hiểu chính là phi thường quản được ở Tần Tuyệt làm nàng tự động tự giác địa tâm hư tự kiểm điểm có thể nói là sao mẹ ruột còn thân hơn mẹ tần tuyệt đau đầu mà vuốt vuốt mi tâm tận thế bên trong có thể chân chính tiếp xúc đến người của nàng không nhiều lắm tính cả về sau sinh ra xâm nhiễm tổng cộng cũng liền nhà nàng cẩu tử quân sư tiểu hồ ly cùng thỏ thỏ năm người chỉ là hòa bình niên đại sau nàng cùng trương minh cùng lê một nhã tử cùng fans hâm mộ giang cũng không phải lúc trước cái loại này quân lệnh xâm nghiêm tùy thời cộng chiến quan hệ mỗi cái quan tâm người của nàng đều chân tình thực lòng mà giúp cho quan tâm cùng ân cần thăm hỏi loại này bị người lo lắng cảm giác làm cho người ta sợ hãi ban đầu đúng là không muốn làm cho thất quân sư lo lắng tan vỡ tần tuyệt mới khó khăn lắm ngăn chặn ở thích giết chóc chính mình không có gặp được nguy hiểm cái thứ nhất hướng ra phía ngoài sông hiện tại như hắn người như vậy bất tri bất giác trở nên càng nhiều người bị lo lắng ân cần trong lòng ấm áp đồng thời lại sẽ thêm vào thừa nhận càng nhiều tâm lý gánh nặng có lẽ không nên đem những này ý tốt hướng ra phía ngoài đẩy ra gánh nặng liền gánh nặng đi nàng nên làm được càng tốt đi trả lời phần này chờ mong cũng nên càng nhiều mà thẳng thắn thành khẩn nội tâm không cho bọn hắn quá nhiều sầu lo thấp thỏm nhớ mong tưởng mở điểm lão tần đều cái gì niên đại chớ tự đóng. Tần tuyệt mặt không thay đổi mắng chính mình hai câu, cảm xúc cùng thân thể đều bỗng nhiên buông lỏng. Nàng nhéo nhéo mũi, rõ ràng mà lộ ra ủ rũ tới. Minh tử. Ai? Trương Minh vội vàng lên tiếng. Thu thập một chút, thuận tiện giúp ta lấy tai nghe. Tần tuyệt chống đỡ cái bàn đứng lên, ta mở phát sóng trực tiếp. Cảm tạ chỗ trống 400 khen thưởng cảm tạ tu tu đao của ta hai không không khen thưởng cảm tạ cải bệ hầm bánh ngọt cá người tự cá khả khả ái ái một không khen thưởng cảm tạ chỗ trống thư hữu hai không một tám hai hai một đăng thư hữu hai hai cá người tự cá phiếu đề cử cuối đầu cảm tạ tiểu kỳ lâm không thiện lương ta khả khả ái ái quỷ đồng tử minh huyền tu tu đao của ta phiếu đề cực hai cuối đầu cảm tạ nguyệt như bạch sương thư hữu hai đình không thanh cải bệ hầm bánh ngọc lưu nhan phiếu đề cực ba cuối đầu cảm tạ màn mưa thu thủy tinh quả quyết ca 52736 a đức lôi đặt phiếu đề cực bốn cuối đầu cảm tạ gió dạng rảnh rỗi câu trà trà phiếu đề cực năm cuối đầu cảm tạ heo đúng vậy nhớ kỹ đảo tay phải luật phiếu đề cực 6 cuối đầu cảm tạ xoái xoái tiểu ly miêu bất thay đổi phiếu đề cực 7 cuối đầu cảm tạ zero quan hoàng hòa sương mù tầng mưa chiến phiếu đề cực 8 cuối đầu cảm tạ gấm đồng a phiếu đề cực 9 cuối đầu cảm tạ không biết từ chỗ nào tới kỳ vũ thanh phiếu đề cực một không cuối đầu cảm tạ nhất đầu người xc 1221 phiếu đề cực 11 cuối đầu cảm tạ thanh chỗ trống cùng ám ảnh thợ kim hoàng trường bình cảm ơn PS hôm nay cũng viết xuống rồi, ha ha, tấu chương xong. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 90 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 90 Phân loạn đêm khuya 11.30, tầng tuyệt bác phát sóng trực tiếp đột nhiên mà xuất hiện ở fans hâm mộ trang đầu. Khá lắm nga a a a ngủ trễ phúc lợi không đợi thấy rõ video bên trong nội dung liền có tốc độ tay nhanh đến fans hâm mộ trước phát mưa đạn biểu đạt tâm tình kích động tần tuyệt nhìn xem màn ảnh khẽ cười cười buổi tối tốt cũng còn không ngủ không ngủ ngươi xem lên mệt mỏi quá a à, đang muốn ngủ rồi làm sao vậy tâm tình không tốt sao thật sự mệt mỏi quá a à, mí mắt đều nâng không nổi tới rồi sờ sờ sói con buồn ngủ sao Tần Tuyệt đã trầm mặt gần 10 giây, vẫn là cười cười, về phía trước ghé vào trên mặt bàn, một tay giật giật laptop màn hình, làm camera nhắm ngay chính mình. Coi như cũng được. Nàng đem có tuyến tai nghe thu âm chỗ kéo đến trong khuỷu tay, thấp giọng nói. Trời ạ à, mệt mỏi quá, các hu 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 ôm một cái ôm một cái, làm sao vậy nha, tâm tình không tốt lắm. Tần Tuyệt lời nói lối ra, hậu tri hậu giác ý thức được còn dùng câu nghi vấn, cười trên cánh tay cọ sát thật có lỗi a, à, hôm nay không có gì có thể nhiều lời, cũng không có ý định ca hát. nàng liền nhạc khí đường truyền cũng không có kết nối với, các ngươi buồn ngủ liền đi ngủ, không buồn ngủ tùy tiện nói chút gì đó đi. ta nhìn, ta nghe rất gần, âm lượng cũng không ảnh hưởng, chỉ là giọng điệu rất nhẹ, chỉ so với khí âm hơi chút mạnh một chút. a à, công một cái lãng sói trước đó nói muốn vào tổ, đây là quay phim mệt đến sao? có phải hay không bị người khi dễ nha, dùng sức trà sát trà sát sói con lỗ tai. Ta cho ngươi giảng chê cười. Tần tuyệt nghiêng đầu, con mắt bình thường rủ xuống, xem mưa đạn một mảnh dài hẹp thổi qua. Nghĩ như vậy tưởng Internet ưu điểm đúng là không ít, cách màn hình cùng dây mạng lưới, không đến mức làm nàng bởi vì cảnh vật chung quanh có người sống khí tức mà sinh lý tính cảnh giác, cũng có thể làm nàng thỏa đáng mà tháo phòng buông lỏng. Mưa đạn nội dung càng nhiều, thổi qua tốc độ lại càng nhanh. Tần Tuyệt cố ý hiếp hiếp mắt, sau đó nói. Ngươi cái này chê cười cũng quá lãnh. Nàng trầm thấp qua oa mà cười, âm thanh như tay nghề quán trải lên mỏng đường tranh, một làng tiêu đường thổi ra bụng tròn trịa con chuột, nhẹ nhàng một đâm có thể phá vỡ, không có rồi khí lực. Ha 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 phía trước tỉ muội sói con thật là lợi hại, nhanh như vậy đều có thể trông thấy sao em tình huống như thế nào a? À? quá phụ năng tần tuyệt công liếc mắt con ngươi từng thật có lỗi a à, hiện tại liền thật là tan không muốn nói chuyện cũng không muốn động xoa xoa trà xác trà xác vừa rồi cái kia là người qua đường đi không muốn xem có thể đi ra ngoài cảm ơn không phải người qua đường a là fans hâm mộ tới mà là fans hâm mộ ngươi còn giảng cái này không cảm thấy chính mình rất không sẽ đọc bầu không khí sao thật sự có ý tứ fans hâm mộ phải ngốc nghếch hộ a không phải các ngươi đừng ở chỗ này ồn ào a đi ra ngoài nói chuyện riêng không được sao hộ thể hộ thể hộ thể hộ thể sói con không nên nhìn đem nàng kéo đen đi người đại diện cùng trợ lý tại không tại a tần tuyệt khóe miệng vốn cũng không tính toán rõ ràng ý cười trở thành nhạc không nói gì chỉ là lẳng lặng nhìn xem cạn lời minh tinh cũng đừng tan tới tan đi a vốn cho rằng có thể đi vào tới nghe ca đâu khá lắm cho ta rót một đống phụ năng lượng, đầu óc ngươi nhiều ít dính điểm, để nhất sói con nói hắn là diễn viên không phải minh tinh, thứ hai ai còn không phải người A, ai còn không có khó chịu khi A ách, người qua đường, coi như là diễn viên cũng là công chúng nhân vật đi, đề nghị chú ý ảnh hưởng, nói trắng ra là đều là bán rẻ tiếng cười, bán thảm liền vừa phải đi, đã thấy nhiều không? Ý tứ chính là A, rất tốt cười, như thế nào, quốc ức chứng tới bác đồng tình phân các ngươi là cố ý đi chú ý chú ý bọn tỉ muội không cần để ý có thể là người đối diện tới đây gây sự xoát đi lên nhanh lên xoát đi lên các ngươi có tâm sao ngay trước mặt nói này đó a à, đây là diễn lòng giam sao fans hâm mộ đừng hộ không biết các ngươi tần tuyệt có nóng nảy chứng a à? chính mình đều nói rồi tinh thần không bình thường, con mẹ nó ngươi làm sao nói đâu thế nào chỉ cái lòng giam không được ngươi tới đây bên trong dương oai, a a a a vang cầu quản lý bất động sản đâu có hay không quản lý bất động sản a à, cắt, sói con quan phát sóng trực tiếp đi mệt mỏi thật tốt nghỉ ngơi ngoan a, à, đừng để ý đến bọn hắn, đừng để ý tới, đừng để ý tới, thuần người qua đường, đây không, phải cái kia hút thuốc sao, đến xem ta, đem mưa đạn đóng đi, không cần để ý sẽ, cải lộn không cần thiết. Tần tuyệt khởi động thân tới, điều chỉnh màn hình, không có quan bế phát sóng trực tiếp, chỉ là đơn giản nói câu nói, liền di động tới con chuột, bắt đầu gõ bàn phím. Nàng có vẻ mà rủ xuống suy nghĩ, tốc độ tay không có trước đó nhanh như vậy, con chuột cùng bàn phím đang vào thành bạch tạp âm, ở không tiếng động ồn ào náo động bên trong khó hơn nhiều ra một phần dễ nghe. Ngày hôm qua giải trí nhỏ tám phát hắn, bên lề đường hút thuốc, ha ha, tra người qua đường tỉnh lại đi sói con đã nói cái này bộ diễn sẽ hút thuốc cốt không? Ta xem fans hâm mộ đầu óc mới là dính điểm, khi tấm bản đồ chung quanh tất cả đều là người đi đường liền cái camera đều không có, vừa nhìn sẽ không ở kịch tổ. Một, doanh tiêu số thật sự có bệnh, nói cái gì hút thuốc mới là thật nam nhân, nói hạ vũ đình so với như một đàn bà. Ta thuần người qua đường đều nhìn không được tưởng dẫm lên hạ vũ đình xào nhiệt độ A, trước đó không cùng lâm tiêu hàm xào quá rồi sao? Còn tới không chê xào hồ nồi a à, hứ cùng lâm tiêu hàm xào có ý gì a à, hai hộp liền đỏ mắt người ta hạ vũ đình đi khe hạ vũ đình thật đáng thương a à. bắn đại bác cũng không tới đồng thời biểu diễn một bộ phim mà thôi đã bị hút máu khoác trên vai da người qua đường không muốn náo loạn danh tiêu số loạn viết theo chúng ta không quan hệ a à. van cầu các ngươi đừng nhìn phát sóng trực tiếp hồi nhà mình đi thôi khoác trên vai da người qua đường không muốn náo loạn danh tiêu số loạn viết theo chúng ta không quan hệ a à vang cầu các ngươi đừng nhìn phát sóng trực tiếp hồi nhà mình đi thôi khoác trên vai da người qua đường không muốn náo loạn doanh tiêu số loạn viết theo chúng ta không quan hệ a à. vang cầu các ngươi đừng nhìn phát sóng trực tiếp hồi nhà mình đi thôi phiền đã chết phía trước đừng xoát bình ít sẽ rảnh rỗi được cho các ngươi hồ già viết bản thảo a à. vừa nhìn chính là mình mua thông bản thảo được rồi còn hút thuốc có nam nhân mùi vị ẹo hiện tại làm nghệ nhân bật cửa thật là thấp cái gì a à? vừa rồi cắt ra đi xem Rõ ràng không có A, à, đối đi, phát xong dây xóa, có thể ủy khuất đâu có phải hay không? Hiện tại cũng không ở kia trang đáng thương, tần tuyệt ngươi nói câu nói A, à, ha 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 ngươi nói câu nói A à, ngược lại là, não tàn phấn đều xem một chút đi các ngươi tại đây che chở chính chủ lý đều không để ý, có ý tứ sao? Có bệnh A à, các ngươi? Tâm tình của hắn không tốt không nên náo loạn nữa. Xoát đi lên xoát đi lên ra sói con xem ta xem ta vì cái gì Long Quốc 2 phần 3 người tốt nghiệp cao trung về sau vô pháp vào nghề? Bởi vì bọn họ muốn lên đại học. Đầu chó khiếp sợ. Mỗi 60 phút đồng hồ liền có một cái giờ đi qua. Hạt nhóm một cái lại một cái, một cái lại một cái, cấu thành ngươi, ta hát mỗi một ca khúc, lưu lại vui vẻ, thời gian khảo nghiệm yêu sâu cạn. Sói con ngươi còn có chúng ta. Ta phun ra, fans hâm mộ còn có mặt mũi soát thiếu niên đâu người nào không biết là sầm dịch người tốt đem cái này ca cho hắn cùng lâm tiểu kê hát đó a à, thật sự sầm dịch fans hâm mộ cũng trèo tường tới đây hộ liền cạn lời không thể nào không thể nào chẳng lẽ còn có áo sơ mi tỉ muội không biết tần tuyệt từng tại sầm lão bản phát sóng trực tiếp bên trong đối với hắn động đậy tay ta lão phấn sớm biến thành đen ở phía trước đừng giả bộ sầm dịch fans hâm mộ được hay không được sầm lão bản chính mình cũng không có nói cái gì đó chết cười Nhà của chúng ta lão sầm tính cách tốt không quan tâm, các ngươi còn đạp trên mũi mặt đúng không? Cũng không phải là sầm lão bản hảo tâm dẫn hắn xuất hiện còn bị đánh cho, chính mình đau đến không được còn cười giang xếp sau khi xong việc đâu, liền này còn có nhỏ áo sơ mi trèo tường tầng tuyệt. Phun ra, các ngươi mới là khoác trên vai ra đi, tranh thủ thời gian bò, về sau ly sầm lão bản xa chút cảm ơn, các ngươi cũng không có nói đến điểm tử thượng a. Lần kia sói con vẫn là lần thứ nhất quay phim nhập diễn cảm xúc có ảnh hưởng ra không được rất bình thường đi hắn cũng nói xin lỗi a à, rõ ràng chính là lúc ấy không kịp phản ứng luyện võ người là rất cảnh giác đó a à, đừng tẩy đừng tẩy liền nhà các ngươi suốt ngày ảnh đế tựa như nói nhập diễn liền nhập diễn khá lắm như vậy chuyên nghiệp ta cho ngươi phình phình trưởng trống lòng giam bên trong chẳng phải trừng mắt đùa giỡn ác sao ngoại trừ đánh kịch còn có cái gì a à, liền này còn thổi kỹ thuật diễn đâu chính các ngươi không chê náo tâm Ai biết sau lưng có người hay không a? À, cắt, còn không công ty đâu, không công ty có thể đi mua doanh tiêu số thông bản thảo đều nói rồi không có mua. Tư tin cùng bình luận ô biểu tượng thượng điểm đỏ con số nhanh chóng gia tăng, dù cho đã biểu hiện 99, đỉnh vẫn còn đang không ngừng mà nhắc nhở có mới tin tức. Tần tuyệt các hồi trang web, yên tĩnh nhìn chăm chú lên mảng lớn mảng lớn qua lại đối tuyến mưa đạn, từ phát sóng đến bây giờ nửa giờ đi qua, thế cục cơ hồ là thiên về một bên mà lại diễn sinh ra đủ loại hắc liêu. Có phải hay không có chuẩn bị mà đến khác nói, nhìn xem đảo rất buồn cười. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.